Sư phụ tôi là thần tiên, Dương Bách Xuyên. Tập 76. Nhìn thân thể của sâu lại lớn ra vài vòng, to như chim sẻ nhỏ, thân thể trắng tinh như ngọc tràn ngập hoa văn màu vàng lấp lánh huyền ảo. Hừ hừ hừ, đáng chết, đáng chết. Cơ thể đại tôn ma đầu bay xa hơn 30 thước mới dừng lại, lão ta tức giận chửi bới, nhìn Dương Bách Xuyên với vẻ kiêng dè, cũng có thể là đang nhìn xuyên qua đôi cánh đang vỗ của trùng tử. Sau khi cơ thể trùng tử biến to lên, mọc ra một cái đầu người nhỏ có khuôn mặt tươi cười, càng giống người hơn, nó quay đầu lại, vui sướng cuộn vây quanh Dương Bách Xuyên nói chuyện, chủ nhân đừng sợ trùng tử đến bảo vệ người, khí tức trên người gã to con này này làm ta thấy rất khó chịu. Dương Bách Xuyên nghe trùng tử nói muốn bảo vệ hắn trong lòng cảm thấy là lạ, nhưng mà lúc này việc đối phó với đại tôn ma đầu quan trọng hơn, lần này hắn sẽ không tha cho đại tôn ma đầu rồi, không khinh địch như lần trước. Bây giờ đã có trùng tử hỗ trợ, hắn đã tự tin hơn nhiều, chỉ cần hạ gục được đại tôn ma đầu hắn tin có thể cứu được bộ thanh mai cũng có thể tìm được mẫu thân. Còn về phần tế đàn bên kia, Dương Bách Xuyên nhìn thấy Trương Thiến đang cầm chấn hồn linh trong tay tạo thành một kết giới bao quanh tế đàn, phụ thân Dương Quốc Trung đang điên cuồng công kích kết giới. Không để ý đến phụ thân bên kia, Dương Bách Xuyên nheo mắt nhìn về phía đại tôn ma đầu. Giờ phút này tuy rằng trên người đại tôn ma đầu dâng lên ma khí cuồn cuộn, nhưng hắn có thể nhìn thấy trên người lão ma đầu có một vầng sáng bảy màu phảng phất. Trên người trùng tử cũng phát ra vầng sáng giống vậy. Dương Bách Xuyên không nhìn được hỏi trùng tử, ánh sáng bảy màu trên người lão ma đầu là do ngươi làm sao? Đúng đúng, chủ nhân yên tâm trùng tử ta bây giờ rất lợi hại đó, ánh sáng bảy màu toàn thân là thiên phú thần quang. Làm biến đổi tất cả những tà khí trên khắp thế gian, vừa hay là khắc tinh của lão ma đầu. Tâm tính của trùng tử vẫn còn là một đứa trẻ, giọng điệu khi nói chuyện đầy trẻ con. Tốt quá, giúp ta kiềm chế lão ma đầu, hôm nay nợ cũ nợ mới tính hết một lượt, buộc phải khiến lão ma đầu hồn phi phách tán. Dương Bách Xuyên ra lệnh cho trùng tử. Tuân lệnh chủ nhân. Trùng tử trả lời một tiếng, bay vèo lên trên. Dương Bách Xuyên xoay người. Lại vung kiếm trong tay lên, nhất kiếm nhất hắc liên, một hoa thành hai, chết cho ta. Vẫn như trước, nhất kiếm xong hắc liên lại bay thẳng đến chỗ đại tôn ma đầu, nhưng lúc này đây có thêm trùng tử giúp sức, Dương Bách Xuyên không tin đại tôn ma đầu còn có thể biến ra thêm một phân thân sao. Đáng chết! Đại tôn ma đầu chửi một câu, muốn tránh, nhìn thấy kiếm kỹ hắc liên của Dương Bách Xuyên lão ta không chắc rằng mình có thể đối đầu trực diện được. Mà nói ra đại tôn ma đầu cũng rất sầu não, đáng lẽ ra lúc trước lão ta không nên trêu chọc Dương Bách Xuyên, đại tôn phát hiện từ sau khi trêu chọc Dương Bách Xuyên, lão ta sống không dễ dàng gì với thằng nhóc này. Lần nào rõ ràng tu vi của lão ta cũng mạnh hơn thế nhưng Dương Bách Xuyên luôn có thể gây ra vết thương cho lão ta. Lần cuối cùng từ biệt ở trái đất cũng chưa tới 4 năm, không ngờ thằng nhóc này có thể phát triển đến trình độ cao như vậy. Tu vi thật sự đã là xuất khiến cảnh đại viên mãn rồi, hơn đại viên mãn bình thường, có thể khiêu chiến vượt cấp. Chính vì vậy nên lão ta mới giao tế đàn nuôi dưỡng ma châu hoặc là thủ hộ ma long cho đồ đệ Trương Thiến, còn lão ta tự mình nhảy ra đối phó với Dương Bách Xuyên, vì lão ta sự tên quỷ Dương Bách Xuyên sẽ tiêu diệt con đại thừa ma long sắp được sinh ra của lão ta. Bây giờ mới thấy lão ta rất sáng suốt, tên nhóc này đúng là một sát tinh. Nếu là một tên trung niên xuất khiếu cảnh đại viên mãn thì đại tôn sẽ không thèm để ý đâu, tự tin để Trương Thiến đối phó rồi. Nhưng quan trọng mục tiêu là Dương Bách Xuyên. Ngay từ đầu, tên sát tinh này đã tiêu diệt một trong những phân thân của lão ta, nếu không phải nhờ phân thân ngăn cản, hắc liên kiếm khí kỳ dị trước đó của hắn đã có thể lấy mạng của lão ta luôn rồi. Con mẹ nó, bây giờ con xuất hiện thêm một con trùng tử biến dị. Tỏa ra ánh sáng bảy màu lại chính là khắc tinh với ma khí của lão ta. Ngẫm lại đại tôn cũng đường đường là đại thừa thần hồn, tuy rằng từ lúc trước ở núi La Phù Sơn được Dương Bách Xuyên thả ra, thực lực bị tổn thương rất nhiều, lão ta muốn khôi phục lại hoàn toàn tu vi mà nói thì là hoàn toàn không thể. Sau trận chiến ở trái đất, trong 4 năm lão ta đã cướp xá thành công, khôi phục lại được tu vi đến phân thần cảnh sơ kỳ, nhưng sau đó lại phát hiện vẫn không thể áp chế được Dương Bách Xuyên. Điều này làm cho đại tôn ma đầu từ cảm giác đắc chí ban đầy bây giờ vô cùng chán nản, khiến lão ta tức hộc máu. Nhìn thấy nhất kiếm song hắc liên của Dương Bách Xuyên lại xuất hiện, đại tôn lần này đã thông minh hơn trước,
cố gắng đối đầu trực diện mà lập tức tránh chiêu. Nhưng khi Đại Tôn đang tăng tốc tránh chiêu, sau một giây lại phát hiện ra trên ngực nổ ra một vầng sáng bảy màu, trong nháy mắt cơ thể không nhúc nhích được nữa, lão ta tức giận chửi bới. Lại là con côn trùng nhỏ của Dương Bách Xuyên quậy phá. Nhìn thấy hai đóa hắc liên của Dương Bách Xuyên đang nhanh chóng bay đến, Đại Tôn ma đầu sầu não gầm rú một tiếng, a, gừ, tiếng giống vô cùng thống khổ. Còn Dương Bách Xuyên lại nở nụ cười rạng rỡ, khi hắn nhìn Đại Tôn ma đầu muốn né còn định dặn dò trùng tử, nhưng còn chưa kịp nói mắt đã nhìn thấy trùng tử bay vèo lên sông về phía Đại Tôn ma đầu. Ngay sau đó trên người Đại Tôn phát ra vầng sáng bảy màu. Sau đó là tiếng chửi rủa của Đại Tôn. Dương Bách Xuyên nở nụ cười, tuy rằng không biết trùng tử làm thế nào, nhưng chỉ cần có hiệu quả là tốt rồi, dù sao có vẻ như Đại Tôn không nhúc nhích được là được. Bùm! Hai đóa hắc liên nổ tung. Lập tức cơ thể của Đại Tôn ma đầu trước mặt Dương Bách Xuyên chia năm xẻ bảy. Lão ma đầu ngươi cũng có hôm nay, trong lòng Dương Bách Xuyên thở phào nhẹ nhõm. Nhưng mà ngay sau đó giọng nói của trùng tử vang lên nói, chủ nhân, bản thể của lão ma đầu này chưa chết đâu, ban nãy chỉ có phân thân của lão ta bị nổ tung thôi. Dương Bách Xuyên sững sờ, khi tập trung quan sát thì quả nhiên thứ bị hắc liên kiếm khí của hắn thổi tung chỉ là ma khí thôi, cũng không có máu thịt, nếu như là bản thể, cho dù là cơ thể đại ma đầu cướp xác thì cũng là cơ thể bằng máu thịt. Hắn không ngờ đại ma đầu còn có phân thân thứ hai nhưng nhìn xem ma khí dày đặc ở tế đàn, lại nghĩ đến Đại Tôn ma đầu có thần hồn mạnh mẽ, hắn cảm thấy như vậy của bình thường, tu sĩ khác ở phân thần cảnh sơ kỳ chắc cũng chỉ có thể luyện ra được một phân thân, nhưng mà Đại Tôn ma đầu lại còn có thể nhờ vào lượng âm sát ma khí dày đặc ngưng tụ thành hai phân thân. Dùng phân thân để che chắn, để thay tên, đây là chỗ tốt của phân thần cảnh. Phân thân có thể thế mạng cho bản thể trong nháy mắt, bảo vệ bản thể, chỉ cần bản thể không chết. Sau này vẫn có thể tu luyện lại thuật thân ngoại hóa thân, nói cho cùng đó là thiên phú thần thông, là pháp thuật. Phân thân thứ hai bị giết chết rồi, thế nhưng Dương Bách Xuyên vẫn không tìm được cơ thể của bản thể Đại Tôn. Bây giờ hắn vô cùng cảnh giác, không để bị đánh lén lần thứ hai. Mà trùng tử lại làm hắn kinh ngạc, nó nói, chủ nhân nhìn kỹ ánh sáng bảy màu của ta một chút là có thể tìm được vị trí bản thể của lão ta rồi. Lão ma đầu này có thể ẩn thân ở đây là nhờ âm sát ma khí, nhưng lão ta không trốn thoát được khỏi thiên phú của ta đâu, xem ta đem ép lão ma đầu đó xuất hiện đây. Khi trùng tử dứt lời, Dương Bách Xuyên đột nhiên nhìn thấy bên trái cách đó khoảng 10 mét, có vầng sáng bảy màu sáng lên, hắn cười lạnh một tiếng, lão ma đầu đánh lén được một lần vẫn còn muốn đánh thêm lần thứ hai, lần này ta cho ngươi nhớ kỹ. Dương Bách Xuyên biết đại ma đầu vẫn còn muốn đánh lén mình. Trùng tử nói cũng đúng, lão ta có thể mượn nhờ sát khí ở nơi này để ẩn thân, nhưng lại không biết trùng tử có thể dùng thiên phú tìm được bản thể của lão ta. Với Dương Bách Xuyên thì điểm này là đủ rồi. Hắn kết nối tâm thần với trùng tử ổn định đừng nhúc nhích để lão ma đầu đánh lén ta, chờ ta ra tay thì ngươi phối hợp, lần này ta muốn phế bỏ lão ma đầu. Vâng chủ nhân, trùng tử đáp lại một tiếng. Bây giờ Dương Bách Xuyên không cần nhìn ánh sáng bảy màu trùng tử cố ý bộc lộ, chỉ dựa vào cảm ứng thì Dương Bách Xuyên cũng có thể biết vị trí của Đại Tôn ma đầu, có trùng tử nằm trên người lão ta, không sợ lão ta có thể tàng hình đánh lén. Quả nhiên, ngay sau đó Dương Bách Xuyên cảm nhận được Đại Tôn ma đầu đang tới gần hắn từng chút. Trong lòng hắn cười khinh, kiếm đầu long trong tay sẵn sàng đợi ra lệnh, kiếm khí huyền hoàng và lửa thần hồn sức mạnh có thể sử dụng được lần này đều dùng hết. Trong lòng mặc niệm khẩu quyết kiếm quyết hắc liên một kiếm một hắc liên một hóa hai, hoàn thành việc chuẩn bị cho một kích. 9 thước, 8 thước, 7 thước, 3 thước, ngay lúc này. Sau khi trong lòng Dương Bách Xuyên tính toán khoảng cách Đại Tôn ma đầu lại gần mình thì đột nhiên xoay người chém xuống một kiếm. Chạm. Một tiếng chạm rung trời rơi xuống. Xuất kiếm nhanh như sấm chớp, kiếm khí hai đóa sen đen mang theo tính kiếm. Dùng uy thế như bão táp mà tới. Giống. Một kiếm chém xuống, thân hình của Đại Tôn ma đầu lập tức hiện ra, kêu lên thảm thiết. Một kiếm của Dương Bách Xuyên trực tiếp bổ từ đầu lão ta xuống, chém thành hai nửa. Một thần hồn đen ngòm mạnh mẽ lập tức xuất hiện từ trong cơ thể của Đại Tôn ma đầu, đúng là nguyên thần phiên bản thu nhỏ của Đại Tôn ma đầu. Còn muốn trốn à?
nằm mơ, trùng tử ngăn lão ta lại. Dương Bách Xuyên lạnh giọng ra lệnh. Một kiếm này của hắn tới không kịp đề phòng, trực tiếp hủy diệt bản thể của đại tôn ma đầu, trên thân kiếm đồ long còn mang theo lửa thần hồn, trực tiếp đốt cháy cơ thể lão ta, cả thần hồn cũng là ngọn lửa màu lam. Đại ma đầu kêu thảm, bay về phía tế đàn. Chủ nhân trùng tử hiểu rồi, lão ma đầu trốn không thoát đâu. Trùng tử xuất hiện đáp lời, vèo một cái bay thẳng tới trước nguyên thần của đại tôn ma đầu, trong miệng thanh thúy nói, thất sắc kết giới, ngưng tụ. Trùng tử vừa dứt lời, trên người bùng nổ ánh sáng bảy màu lập tức chiếu rọi lên nguyên thần của đại ma đầu, giống như một cái khí cầu trong suốt bảy màu bao bọc lấy nguyên thần của đại tôn bên trong. Sau hai chữ ngưng tụ, nguyên thần của đại tôn cuối cùng cũng không bay nổi nữa. Dương Bách Xuyên thừa cơ lách mình qua, nắm chặt lòng bàn tay, dùng ngọn lửa màu xanh lam bóp chặt lấy nguyên thần của đại tôn bằng một tay. Cũng không biết là bị đau do ánh sáng bay màu của trùng tử hay do nguyên thần bị ngọn lửa thần hồn trong tay Dương Bách Xuyên đốt cháy, đại tôn ma đầu liên tục kêu gào thảm thiết. Mặc dù nguyên thần của đại tôn ma đầu rất mạnh mẽ, nhưng vừa rồi cơ thể của lão ta đã đột nhiên bị Dương Bách Xuyên phá hủy, đã bị trọng thương, bây giờ thêm cả ánh sáng bảy màu của trùng tử và Dương Bách Xuyên dùng một tay bóp với ngọn lửa thần hồn thiêu đốt. Rõ ràng bây giờ đại tôn ma đầu đã nằm trong lòng bàn tay Dương Bách Xuyên, không trốn được lên trời, không có đường xuống đất. Ba phen mấy bận để lão ma đầu này trốn thoát gây ra biết bao tai họa cho bản thân mình, gây chuyện ở trái đất, còn bắt bộ Thanh Mai, hại chết Liễu Linh Linh, mấy món nợ này Dương Bách Xuyên vẫn còn nhớ kỹ. Hôm nay đã bắt được lão ma đầu, thù hận của Dương Bách Xuyên dâng lên, ngọn lửa thần hồn trong tay không ngừng đốt cháy nguyên thần của lão ma đầu. Dương Bách Xuyên ngươi không được thiêu chết bản tôn, nếu bản tôn chết rồi thì người phụ của ngươi bộ Thanh Mai sẽ vĩnh viễn là linh hồn ma nô. Nguyên thần của đại tôn ma đầu nguyên thần kêu thảm uy hiếp Dương Bách Xuyên. Ngọn lửa trong tay Dương Bách Xuyên dừng lại. Lúc này đại tôn ma đầu mới thở phào nhẹ nhõm, tiếp tục nói, ngươi thả nguyên thần của bản tôn ra, bản tôn trả lại nguyên thần của người phụ nữ của ngươi cho ngươi, từ nay về sau xóa hết nợ nần giữa bản tôn và ngươi. À đúng rồi, bản tôn cũng có thể giao Trương Thiến cho ngươi, bản tôn bắt bộ Thanh Mai là do chủ ý của Trương Thiến. Dương Bách Xuyên lạnh lùng nhìn nguyên thần của đại tôn ma đầu, trong lòng thầm nghĩ, ma đầu quả nhiên là vô tình vô nghĩa đấy, Trương Thiến tuy đáng hận, nhưng dù sao cũng là đồ đệ của đại tôn lão ta mà bây giờ lão ta nói bán đứng là bán đứng ngay. Đương nhiên Dương Bách Xuyên cũng sẽ không ngây thơ tin rằng lão ma đầu này biết giữ lời hứa. Nếu như hôm nay hắn tin thả tên ma đầu này đi, Dương Bách Xuyên dám chắc chắn rằng lần sau gặp lại thì người chết chính là mình. Hắn nheo mắt nói xong chưa? Nguyên thần của đại tôn ma đầu sững sờ vô thức nói xong rồi. Được, nếu ngươi nói xong rồi thì bây giờ ta có thể nói cho người biết, giờ ngươi có thể xuống địa ngục rồi. Dương Bách Xuyên lạnh giọng nói thì thầm, nguyên thần luyện hóa siêu hồn. Ngươi, đại tôn ma đầu kêu lên thảm thiết, lão ta không ngờ rằng Dương Bách Xuyên nói làm thì làm ngay. Luyện hóa thần hồn của ngươi, lục tìm trong trí nhớ của ngươi, đương nhiên ta sẽ biết được bộ Thanh Mai đang ở nơi nào, ta cũng có thể lấy được thần hồn bí pháp ngươi dùng để khống chế thần hồn của nàng. Khi ngươi giết thê tử Liễu Linh Linh của ta, ta đã thề với trời rằng cho dù phải đến chân trời góc bể cũng nhất định phải làm cho người hồn phi phách tán. Dương Bách Xuyên đang nói, hai hàng nước mắt trào ra. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Nghĩ tới cái chết của Liễu Linh Linh. Mà trong tiếng kêu thảm thiết nguyên thần của đại tôn ma đầu dần dần mờ đi, cuối cùng hoàn toàn biến mất trong lòng bàn tay Dương Bách Xuyên, cũng đã bị Dương Bách Xuyên luyện hóa xong. Việc luyện hóa nguyên thần của tu sĩ, cắn nuốt nguyên anh của tu sĩ đều chuyện đối nghịch với trời, khi độ kiếp thiên đạo sẽ ghi lại chứng cứ tội trạng, khiến cho sức mạnh của thiên kiếp sẽ tăng lên, cho nên rất ít người làm như vậy. Nhưng Dương Bách Xuyên hận đại tôn ma đầu thấu xương, dù là sau này uy lực của thiên kiếp có tăng gấp 10 lần hắn cũng không hối hận, báo được thù cho Liễu Linh Linh, lấy lại công bằng cho nàng ấy. Trí nhớ của thần hồn đại tôn ma đầu khá nhiều, cho nên để tiêu hóa hết nó phải mất đến hơn 10 phút mới xong. Sau khi mở mắt ra, trong mắt hắn tràn đầy ánh sáng, vẻ mặt đằng đằng sát khí nhìn về phía tế đàn, Trương Thiến, ngươi nên chết đi. Thì ra từ trí nhớ của đại tôn ma đầu, Dương Bách Xuyên biết được sau khi cơ thể bộ Thanh Mai bị Trương Thiến phá hủy,
nàng ta đã hút nguyên thần của bộ thanh mai ra, rồi ném vào suối nguồn M sát sâu trong lòng núi ma quật, để lúc nào cũng bị lửa M sát thiêu đốt, M phong xâm nhập. Tất cả đều là chuyện tốt do một mình Trương Thiến gây ra. Dương Bách Xuyên thật sự không biết vì sao người phụ nữ tên Trương Thiến này lại hận bộ thanh mai đến thế, phải biết rằng bộ thanh mai lúc nào cũng đối xử với nàng ta như tỷ tỷ thân thiết, nếu không vì vậy thì lúc trước bộ thanh mai cũng sẽ không bị Trương Thiến lừa rời khỏi Vân Môn để bị bắt đi. Sau khi nhìn thấy những ký ức này, toàn thân Dương Bách Xuyên giận run lên, hận không thể đẩy Trương Thiến xuống 18 tầng địa ngục. Trong một khung cảnh ký ức khác, Dương Bách Xuyên đã tìm được mẫu thân, bà và thiếu chủ thứ 35 của ma quật đều ở trên tế đàn, bị hiến tế sự sống cho ma long mà đại tôn ma đầu đang ấp, may mà chỉ mới có một ngày, nếu như sau 3 ngày thì mẫu thân Đoan Mộc Uyển Nhi và tất cả mọi người trên tế đàn sẽ bị hút hết sinh lực mà chết. Bây giờ vấn đề là Trương Thiến đang nắm giữ chí bảo chuông trấn hồn trong tay, trong trí nhớ của đại tôn chuông trấn hồn được giao cho Trương Thiến là một chí bảo còn mạnh hơn cả pháp khí linh bảo. Đến cả lão ta cũng không biết rõ nó thuộc cấp bậc gì, dù là cấp bậc gì thì chỉ cần tu vi đủ mạnh thì có thể hấp thu thần hồn, làm ảnh hưởng đến tâm trí người khác. Chuông trấn hồn khống chế được thần hồn của tất cả phụ nữ trên tế đàn, tương đương với việc có thể phong ấn và trấn nhiếp thần hồn của mẫu thân, hơn nữa chuông trấn hồn còn có thể triệu hồi con ma long được đại tôn ma đầu nuôi dưỡng trong vực sâu ra bất cứ lúc nào. Dựa theo trí nhớ của đại tôn ma đầu, ma long thật ra là một ma hồn được hình thành từ suối nguồn M sát sâu trong lòng đất ở núi Ma Quật, được đại tôn thi triển pháp thuật thu vĩ kỷ dụng, lão ta dùng sức sống cực âm của phụ nữ để nuôi nấng ma long, rồi sau đó tích thành ma châu, đến lúc đó ma long sẽ hoàn toàn được sinh ra, đại tôn có thể dẫn nó tế đàn đã được bố trí sẵn, luyện hóa ma long lấy ma châu sử dụng, sau đó lão ta có thể khôi phục lại thu vi thời kỳ đỉnh cao của mình. Nói cách khác, chuông trấn hồn trong tay Trương Thiến là quan trọng nhất. Không chỉ nắm trong tay thần hồn của nhóm người mẫu thân trên tế đàn, mà bên trong chuông trấn hồn còn có ấn ký thần hồn của ma long trong vực sâu. Bây giờ hắn mới hiểu tại sao đại tôn ma đầu lại dám để một tu sĩ nguyên anh cảnh như Trương Thiến ngăn cảnh phụ thân là tu sĩ xuất khiếu cảnh đại viên mãn, hóa ra là nhờ có chí bảo chuông trấn hồn này. Để đề phòng Trương Thiến triệu hồi ma long trong vực sâu ra, Dương Bách Xuyên quyết định cướp lấy chuông trấn hồn, chỉ cần cướp được chuông trấn hồn trong tay Trương Thiến. Tất cả mọi việc đều có thể giải quyết dễ dàng. Bây giờ nhìn lại chỉ thấy trên tế đàn Trương Thiến đang cầm chuông trấn hồn trong tay, mỗi lần lắc đều khiến đòn tấn công của phụ thân giảm đi rất nhiều, hơn nữa trên tế đàn còn có kết giới, phụ thân điên cuồng tấn công dường như cũng không có nhiều tác dụng lắm. Suy nghĩ một lát, hắn nói với linh trùng đang bay vòng vòng bên cạnh, trùng tử có chắc chắn phá vỡ được kết giới của tế đàn không? Trước kia thì không, nhưng bây giờ tất cả các loại kết giới của thế giới phàm tục chỉ là đồ trang trí. Trùng tử trả lời sắc sược. Dương Bách Xuyên nhìn trùng tử nói không nên lời, trầm giọng nói, nghe cho kỹ, sau khi phá vỡ kết giới phối hợp với ta cưới lấy chuông trấn hồn trong tay Trương Thiến, việc này có liên quan đến tính mạng của mẫu thân ta và rất nhiều phụ nữ trên tế đàn, không được bất cẩn chút nào, ta muốn ngươi thể hiện hết tất cả bản lĩnh xuất chúng của ngươi, biết chưa? Chủ nhân yên tâm, trùng tử hiểu rồi. Trùng tử vẫn trả lời bằng giọng của một đứa trẻ còn bú sữa mẹ, lập tức lóe lên rồi biến mất. Dương Bách Xuyên cảm giác được trùng tử đang lại gần tế đàn, nhưng lại không nhìn thấy bất kỳ dấu vết nào của trùng tử. Nếu không phải giữa hắn và trùng tử giữa có cảm ứng, Dương Bách Xuyên cũng không nhận ra được trùng tử, bản thân trùng tử có thiên phú pháp thuật vô thị, bây giờ sau khi tiến hóa lại càng ngày càng thần bí, hắn nghĩ rằng bây giờ có sự giúp đỡ của trùng tử. Việc cướp lấy chuông trấn hồn chắc sẽ không có vấn đề gì. Cơ thể Dương Bách Xuyên lóe lên trong nháy mắt đi vòng qua tế đàn, ra lệnh cho trùng tử trong suy nghĩ, trùng tử phá kết giới. Mặc dù kết giới của tế đàn rất mạnh, nhưng bây giờ không là gì với trùng tử cả. Sau khi nghe Dương Bách Xuyên ra lệnh, trùng tử lập tức xuất hiện, lao vào tới kết giới của tế đàn, vầng sáng 7 màu bùng lên mạnh mẽ trong cơ thể, Dương Bách Xuyên cảm nhận được kết giới đã bị phá vỡ. Trong lòng hắn vui mừng khôn xiết, lập tức xông về phía Trương Thiến. Giờ phút này Trương Thiến quay lưng về phía Dương Bách Xuyên, tay lắc chuông trấn hồn, cơ thể không nhúc nhích, miệng lẩm nhẩm niệm chú. Khi Dương Bách Xuyên đưa tay bắt lấy Trương Thiến lại cảm thấy có chút kỳ quái, sao người phụ nữ này không nhúc nhích chút nào, trong lòng có chút nghi ngờ, nhưng vẫn không suy nghĩ nhiều, dù sao hắn cũng sắp chạm đến nàng ta rồi. Còn ở trước mặt Trương Thiến,
phụ thân Dương Quốc Trung sau khi thấy kết giới bị trùng tử phá vỡ cũng lập tức xông về phía Trương Thiến. Cha con hai một trước một sau bao vây Trương Thiến. Tình hình chung đã chắc chắn. Tất cả rất thuận lợi. Nhưng cũng có thể bởi vì nó diễn ra quá thuận lợi nên khiến cho Dương Bách Xuyên đột nhiên cảm thấy có một dự cảm xấu trong lòng. Bởi vì cho dù Trương Thiến đang đối mặt với việc bị bao vây tấn công cả trước lẫn sau nhưng vẫn không hề nhúc nhích chút nào, nàng ta chỉ là một nguyên anh nhỏ bé nhưng khi đối mặt với hai tu sĩ xuất khiếu cảnh đại viên mãn lại có thể bình tĩnh đến như vậy, quá bất ổn. Thân là một người tu chân, cảm giác sẽ vô cùng nhạy bén. Quả nhiên, ngay khi một tay Dương Bách Xuyên chạm vào phía sau Trương Thiến định khống chế nàng ta đã xuất hiện một sự cố. Gào. Vào giây phút Dương Bách Xuyên mới chạm vào làn da của Trương Thiến, toàn thân nàng ta thình lình bộc phát ra sát khí mạnh mẽ, một tiếng nổ vang dội truyền đến. Kèm theo đó là tiếng gào thét đầy cuồng nộ của rồng vang vọng khắp tế đàn. Giờ phút này, nơi Trương Thiến đang đứng là ở ngay chính giữa tế đàn, cơ thể nàng ta bị một luồng khí mờ sát dày đặc vây quanh. Một làn sóng vô hình khổng lồ lan rộng, Dương Bách Xuyên và phụ thân của hắn Dương Quốc Trung trong chốc lát đã bị đẩy ra xa. Phải lùi đến sát rìa tế đàn mới dừng lại. Khi tập trung nhìn về phía đó, cả hai đều hít một hơi sâu. Bọn họ thấy thân thể Trương Thiến lơ lửng giữa không trung, một con rồng đen tuyền hình thành từ sát khí xuất hiện xung quanh nàng ta. Gào! Trong tiếng gầm thét của rồng, giữa biển sát khí dày đặc, dưới cái nhìn chăm chú, một con ma long to lớn dài 9 trượng, nhìn rõ được đến từng vảy trên thân hình thành trong chớp mắt. Nó uốn lượn quanh người Trương Thiến và bao bọc lấy nàng ta. Con rồng giận dữ giống về phía Dương Bách Xuyên, sát khí hùng mạnh bùng nổ, nhìn Dương Bách Xuyên chòng chọc bằng đôi mắt đỏ ngầu. Bị con ma long này nhìn bằng ánh mắt đó, Dương Bách Xuyên những tưởng bản thân đã lọt vào tầm ngắm của mãnh thú hồng hoang vậy, từ trên xuống dưới đều sởn gai ốc. Từ ký ức của đại tôn ma đầu, hắn biết rằng con ma long này chính là ma vật tự nhiên do nguồn suối mờ sát dưới lòng đất mấy ngàn mét này tạo ra. Được đại tôn ma đầu nuôi nấng bằng cách dùng một bí pháp để bày trận luyện hóa, tạo nên ma châu cho bản thân sử dụng. Trong chuông trấn hồn có dấu ấn của ma long, được đại tôn ma đầu dùng để khống chế ma long. Hiện giờ chuông trấn hồn đang nằm trong tay Trương Thiến, nàng ta triệu hồi ma long trước thời gian quy định. Bằng cách đó, con ma long này vẫn chưa hoàn toàn là ma long, nhưng cũng chính vì vậy mà nó sẽ trở thành một con ma long cuồng nộ, đằng đằng sát khí. Ma long không thai nghén ma châu thành công ắt biến thành một ma long đầy dẫy oán khí. Dương Bách Xuyên không ngờ nữ nhân Trương Thiến này lại quyết đoán đến như vậy. Có lẽ do ngay từ đầu nàng ta đã phát hiện hắn đã tiêu diệt đại tôn ma đầu nên mới triệu hồi ma long mà không chút do dự như thế nhỉ. Dù thế nào đi nữa, chuyện đã đến nước này, nếu không lấy nhẹ nhàng được thì hắn đành dùng vũ lực thôi. Hắn cũng cần phải cướp chuông trấn hồn về nữa. Nếu không thì mẫu thân của hắn sẽ như đèn treo trước gió mất, đó là điều khiến Dương Bách Xuyên lo lắng nhất, chưa kể chuông trấn hồn còn kiểm soát cả dấu ấn bổn mạng của bộ thanh mai nữa. Giữa lúc Dương Bách Xuyên đang thất thần, Trương Thiến thốt những lời độc địa, Dương Bách Xuyên, người đã giết sư phụ ta rồi còn muốn cướp chuông trấn hồn đi ư. Ha ha, nhào lên, làm như ta không biết ngươi đang tính toán gì ấy. Có ngon thì lên đi. Để coi ngươi sẽ làm gì được khi ta thi triển chuông trấn hồn một lần nữa, ta chống mắt lên xem ngươi hay oán long chưa được thai nghén hoàn toàn này lợi hại. Giết hắn. Trương Thiến lắc chuông trấn hồn trên tay, thì thầm như đang thao túng ma long. Nữ nhân này vô cùng cảnh giác, nấp mình trong sự bảo vệ của ma long nên cho dù hắn muốn đánh lén cũng không thể, chỉ còn cách đối đầu chính diện với ma long. Thật ra ngay từ đầu Trương Thiến đã chú ý tới cuộc chiến giữa Dương Bách Xuyên và Đại Tôn. Nàng ta ở trên tế đàn, có kết giới bảo vệ nên đương nhiên có thể thỏa sức đối phó với Dương Quốc Trung mà không phải lo bất cứ điều gì. Nhưng khi nhìn thấy nguyên thần của Sư Tôn Đại Tôn bị Dương Bách Xuyên thiêu hủy gần như không còn gì, nàng ta biết ngay hỏng chuyện rồi, thế là nàng ta sử dụng chuông trấn hồn để kêu gọi ma long xuất hiện mà không chút nghĩ ngợi. Ma long được nuôi dưỡng trong suối nguồn mờ sát dưới lòng đất nên có thể triệu hồi thông qua tế đàn trong chớp mắt. Tế đàn này được xây dựng để kêu gọi ma long, nhằm mục đích luyện hóa ma long sau khi ma long thai nghén ma châu. Miễn là còn ở trên tế đàn và nắm trong tay chuông trấn hồn, Trương Thiến không lo sẽ không điều khiển được ma long.
Dương Bách Xuyên và phụ thân Dương Quốc Trung nhìn nhau, hai người bắt đầu công kích từ hai phía. Mặc dù Ma Long hùng mạnh nhưng thử tấn công cũng không mất gì. Một kiếm một hoa sen đen, một hóa hai, chém. Dương Bách Xuyên chém một nhát, hai đóa hoa sen đen hiện lên từ trong kiếm đổ long rồi giáng xuống Ma Long. Khóe mắt hắn nhìn thấy một giọt tinh huyết xuất hiện ở bên Dương Quốc Trung, ông khẽ quát huyết trận, nhốt. Đây là lần đầu tiên Dương Bách Xuyên nhìn thấy phụ thân Dương Quốc Trung của mình thi triển huyết trận thuật nên cũng tò mò nhìn sang bên này. Hắn thấy sau khi phụ thân Dương Quốc Trung dứt chữ nhốt, giọt tinh huyết nọ ngay lập tức bay về phía Ma Long. Tiếng ầm vừa vang lên thì ánh đỏ cũng trỗi dậy ồ ạt, bao phủ khắp mọi nơi. Thế nhưng Dương Bách Xuyên lại cảm thấy vầng sáng đỏ như máu bao trùm lên thân hình đồ sộ của Ma Long được phụ thân thi triển giống như kết giới vậy, thoáng chốc Ma Long đã bị huyết trận hình thành từ một giọt tinh huyết của phụ thân giam cầm. Dương Bách Xuyên có hơi khâm phục, thầm nghĩ, hóa ra trận pháp đạo trên thế gian còn có thể chơi theo cách này. Mặc dù ai cũng nói tu luyện huyết trận là một con đường không lối về, nhưng việc có được uy lực thế này lại là một lựa chọn lý tưởng đối với những người am hiểu trận pháp đạo nhưng lại mang tư tưởng giết địch 1000, tự hại 800. Dĩ nhiên, tiền đề là có thể chống lại sự phản vệ của huyết trận. May mắn thay, phụ thân hắn có đan nghịch huyết được Mạnh Trường Thanh cho. Ông còn sống một ngày, đan nghịch huyết sẽ cung cấp một lượng tinh huyết cuồn cuộn cho phụ thân ngày ấy, như vậy ông sẽ có thể tu luyện huyết trận đạo đến đại thừa, sớm ngày viên mãn. Nhìn thấy huyết trận của phụ thân có tác dụng, Dương Bách Xuyên thầm điều khiển cho kiếm khí có hình hai bông sen đen đâm sầm vào người Ma Long. Uinh uinh! Gào grư! Tiếng nổ long trời lở đất đầy nặng nề vang lên, xen lẫn tiếng gầm to giận dữ của Ma Long. Khi 24 cánh sen đen nổ tung, chúng chớp nhoáng xâm nhập vào thân thể của Ma Long khiến nó gầm thét ầm ĩ. Ngay sau đó, Trương Thiến cũng bắt đầu hoảng loạn. Nàng ta đang được Ma Long vây quanh bảo vệ, còn cầm chuông trấn hồn trên tay, bởi vậy mà nàng ta thừa biết đòn tấn công của hai cha con Dương Bách Xuyên gây ra thương tổn lớn nhường nào cho Ma Long. Vốn dĩ nàng ta đã biết thực lực của Dương Bách Xuyên rất mạnh rồi nhưng không ngờ lại mạnh đến mức này. Phụt, Trương Thiến phun một ngụm tinh huyết lên chuông trấn hồn. Đinh đang đang. Sau đó nàng ta lắc chuông. Dương Bách Xuyên biết Trương Thiến đang tiếp thêm sức mạnh cho Ma Long. Cười khẩy tiang bụng. Nếu như chuông trấn hồn đang nằm trong tay đại tôn ma đầu thì người phải chạy trốn lúc này có lẽ sẽ là cha con hai người. Nhưng còn Trương Thiến thì tu vi của nàng ta chỉ mới có nguyên anh, thế nên mức độ gia tăng sức mạnh cho Ma Long là có hạn. Giờ phút này, toàn thân Ma Long đã bị giam cầm trong huyết trận của phụ thân, đồng thời bị 24 cánh hoa sen đen của hắn gây thương tích, bây giờ nó đang kêu lên trong đau đớn. Biết không thể vuột mất cơ hội này, Dương Bách Xuyên hét lên, trùng tử, giúp với. Rõ, thưa chủ nhân, giọng nói của trùng tử truyền vào trong đầu Dương Bách Xuyên. Một khắc sau, vầng sáng bảy màu lấp lánh hiện ra quanh thân Ma Long, Dương Bách Xuyên biết trùng tử đã ra tay. Chuông trấn hồn trong tay Trương Thiến càng lúc càng kêu vang dội. Ma Long cũng ngày càng gào giống lớn hơn, vùng vẫy dữ dội hơn, toàn thân ma khí âm sát cuồn cuộn. Dương Bách Xuyên lắc mình, chém một nhát ngay lên đầu Ma Long. Tất cả vỏn vẹn diễn ra trong tích tắc. Dương Quốc Trung đứng ở đằng xa đánh pháp quyết, khống chế trận pháp tinh huyết nhốt Ma Long để nó không thể nhúc nhích. Phập. Gào. Dương Bách Xuyên bổ một nhát kiếm lên đầu Ma Long. Bị kiếm đầu long chém trúng đầu, Ma Long kêu lên đầy thống thiết. Tuy nhiên, tiếc rằng nhát kiếm ấy chỉ chém vào được một nửa chứ không thể chặt đầu Ma Long. Lúc này, trong lòng Dương Bách Xuyên cũng lấy làm kinh hãi, hắn thì thầm, nghiệt xúc này không hổ là ma vật do âm sát trong đất trời thai nghén, thế mà vẫn chưa chết. Hắn không khỏi sốt ruột trong bụng, bởi vì hắn có thể cảm nhận được Ma Long đang giãy giụa ngày một dữ dội theo từng cái lắc chuông trấn hồn của Trương Thiến. Một suy nghĩ dâng lên trong lòng hắn, lửa thần hồn bừng lên theo kiếm đổ long, đốt cháy Ma Long. Gào gào gào. Con Ma Long càng kêu gào đau đớn hơn nữa. Trương Thiến đang ẩn nấp ở chính giữa cơ thể Ma Long nham hiểm quát, Dương Bách Xuyên, hôm nay ngươi không chết thì ta chết. Nghe thấy lời tuyên bố đầy điên rồ của Trương Thiến, Dương Bách Xuyên sững sờ. Sau đó, hắn thấy Trương Thiến lại phun một ngụm tinh huyết lên chuông trấn hồn,
tàn độc hét lớn tế luyện bằng thân ta. Chậc. Dương Bách Xuyên hít một hơi sâu. Nữ nhân này điên rồi. Hắn thấy Trương Thiến tự đốt cháy sức mạnh căn nguyên của mình để tế luyện ma long. Gào. Tiếng ma long gào thét rung trời vang khắp tế đàn. Giờ phút này, Dương Bách Xuyên cảm thấy khí tức của ma long bắt đầu mạnh lên đáng kể, tất cả khí tức âm sát trên tế đàn cuồn cuộn chảy vào cơ thể ma long không ngừng, chính xác hơn là toàn bộ khí âm sát đến từ dưới lòng đất núi ma quật kéo đến, hội tụ tại ma long thông qua tế đàn. Rắc rắc. Phụt. Sau một âm thanh trong trẻo, phụ thân Dương Quốc Trung phun một ngụm máu. Sức mạnh tăng lên đã giúp ma long có thể đột phá khốn trận tinh huyết của phụ thân, làm huyết trận xuất hiện kẽ nứt. Chủ nhân, con ma long này mạnh hơn rồi, ta sắp không trụ nổi nữa rồi, ngài mau gọi phiến tử ra giúp đỡ đi. Hắn là vật trí tà của thế gian, có lẽ hắn sẽ có cách giải quyết đấy ạ. Giọng nói tràn ngập sự nôn nóng của trùng tử vang lên trong đầu Dương Bách Xuyên. Dương Bách Xuyên nghe vậy thì sửng sốt. Phiến tử. Ban đầu hắn chưa phản ứng kịp ai là phiến tử mà trùng tử nhắc đến. Đến khi nghe thấy hai từ trí tà, hắn mới biết phiến tử mà trùng tử nói về là thiện linh. Bấy giờ Dương Bách Xuyên cũng cảm thấy khí tức của ma long càng lúc càng mạnh, chỉ đành chữ ngựa chết thành ngựa sống, lên tiếng, thiện linh, ra giúp ta với nào. Nếu không có trùng tử nhắc nhở thì hắn đã quên khuấy thiện linh rồi. Bản thể của thiện linh là một cái đầu lâu thủy tinh có kích thước bằng nắm tay của một người trưởng thành, ngày thường đều treo ở bên hông, đa phần Dương Bách Xuyên toàn coi thiện linh thành vật trang sức, rất dễ bỏ qua sự tồn tại của nó. Mà nếu không triệu hoán thiện linh thì tự bản thân nó sẽ không ra ngoài, không giống trùng tử sẽ tự chạy ra bảo vệ chủ nhân vào thời điểm mấu chốt. Dương Bách Xuyên định là đợi giải quyết việc xong sẽ khai thông đầu óc cho thiện linh. Con mẹ nó chứ! Thân là linh vật mà lúc chủ nhân gặp nguy hiểm lại không chịu ra đỡ đạn thay thì có ích lợi gì chứ? Sau một tiếng triệu hoán, thiện linh lập lòe bay ra từ bên hông. Ngay sau đó chẳng cần Dương Bách Xuyên phải ra lệnh, nó chẳng thèm hóa hình, trực tiếp bay lơ lửng trong trạng thái bản thể là đầu lâu. Như thể nó đã biết trước Dương Bách Xuyên triệu hoán mình ra là để trấn áp ma long từ lâu rồi vậy. Điều này khiến Dương Bách Xuyên cảm thấy rất buồn bực. Mẹ nó nếu biết trước là bổn chủ nhân sẽ gặp nguy hiểm, vậy tại sao lại không chịu xuất hiện sớm chút chứ? Nhưng mà hiện giờ không có thời gian so đo với thiện linh, rốt cuộc ở khắp nơi vào lúc này, sức mạnh dội ngược của ma long càng ngày càng mạnh hơn, hắn cần phải dùng toàn lực để áp chế nó. Mà giờ phút này, vốn dĩ thiện linh đang bay lơ lửng giữa không trung, bản thể bỗng nhiên phóng to trong nháy mắt. Từ kích thước chỉ bằng cái nắm tay ban đầu. Sau khi đầu lâu thủy tinh phát ra ánh sáng đỏ thắm như máu, một cái đầu lâu khổng lồ chợt xuất hiện. Gào. Đầu lâu há mồm hay cũng chính là thiện linh há mồm, bỗng nhiên gầm lên một tiếng. Giờ phút này, bản thể của thiện linh biến thành một cái đầu lâu to đùng lớn hơn thân thể khổng lồ của ma long gấp đôi. Nó nổi giận gầm lên một tiếng với ma long. Ngay sau đó, dưới cặp mắt trợn to đang nhìn chòng chọc của Dương Bách Xuyên, thiện linh đột nhiên di chuyển. Chỉ trong giây lát, Dương Bách Xuyên cảm thấy đỉnh đầu chợt tối sầm lại. Chỉ nghe thấy thiện linh nói, chủ nhân, tránh ra. Dương Bách Xuyên vừa thấy, không nhịn được văng một câu phụ khoa cái đệt. Ngay sau đó hắn vội vàng lắc mình tránh đi. Không tránh cũng không được. Sau khi thiện linh biến thành một cái đầu lâu khổng lồ, nó trực tiếp nuốt chửng ma long chỉ trong một ngụm. Lúc này Dương Bách Xuyên cũng mặc kệ ma long có thể thoát ra được hay không, hoặc nói cách khác là thiện linh có thể áp chế ma long được hay không, hắn chỉ biết vội vàng tránh đi. Hết cách rồi, nhìn dáng vẻ của thiện linh thì có vẻ như nó muốn nuốt chửng ma long trong một ngụm. Điều này khiến Dương Bách Xuyên phải trợn mắt há hốc mồm, phải biết rằng ma long chính là sinh linh do thiên địa âm sát sinh ra, không phải là phàm vật. Không ngờ khẩu vị của nhóc con thiện linh này lại lớn đến vậy, còn muốn nuốt cả rồng nữa. Hắn lắc mình đến bên cạnh phụ thân Dương Quốc Trung, cha, người có sao không? Dương Quốc Trung lắc đầu nói, không sao đâu. Ban nãy trận pháp tinh huyết của ông bị hơi thở cường đại của ma long đánh trúng, dẫn tới bị cắn trả khá nặng, giờ phút này gương mặt ông vẫn hơi tái nhợt. Dương Bách Xuyên biết đây điểm tai hại của huyết trận. Uy lực của huyết trận là rõ ràng. Hiệu quả cũng đáng kể,
nhưng bị cắn trả cũng rất nhanh. Dùng đan nghịch huyết đi, Dương Bách Xuyên nói. Giờ phút này Dương Quốc Trung cảm thấy rất vui mừng, may mà ông có một đứa con trai biết luyện đan. Dùng đan nghịch huyết là có thể giảm bớt kha khá cơn đau do bị cắn trả vì tu luyện huyết trận. Ngao! Đúng lúc này, Thiện Linh và Ma Long đối đầu với nhau. Cha, người lên tế đàn tìm mẹ con đi, bà ấy đang ở trên đó, con sẽ đối phó Ma Long. Dương Bách Xuyên vừa dứt lời, lại phi người bay thẳng lên không trung. Lúc này chỉ thấy Thiện Linh đã cắn trọn cái đầu khổng lồ của Ma Long ở trong miệng. Sau khi Dương Quốc Trung uống đan dược, ông lắc mình xông về phía tế đàn. Thật ra trước đó ông đã nhìn thấy trên tế đàn có một bóng người mờ ảo, rất có khả năng là vợ của ông Đoan Mộc Uyển Nhi, đang định xông lên cứu người lại bị Trương Thiến ngăn cản, bởi vì ông không phá nổi kết giới của tế đàn. Bây giờ đã khác rồi, tuy rằng Trương Thiến đã triệu hồi Ma Long nhưng lại bị con trai ông là Dương Bách Xuyên trấn áp, đây chính là thời điểm tốt nhất để ông đi tìm người. Chấm chấm chấm. Bên kia sau khi Dương Bách Xuyên phi người bay lên không trung, không biết trùng tử đã xông ra từ chỗ nào, nó hâm mộ nói, oa oa oa, phiến tử phát tài rồi, hôm nay nếu phiến tử có thể cắn nuốt được Ma Long, đây sẽ là một cơ may cực kỳ lớn, đáng tiếc ta không hợp với khí âm sát của Ma Long, không thì còn lâu mới để phiến tử chiếm được món hời như vậy. Trùng tử nói với giọng điệu chua lòm, rất là mắc cười. Nói tiếp. Trung tử và Thiện Linh đều là linh trùng ở ngay bên cạnh Dương Bách Xuyên, hai nhóc con này đều là linh vật cao cấp nhất trên thế gian, nhưng sức mạnh của chúng nó lại hoàn toàn khác nhau, vừa khéo trái ngược với nhau. Sức mạnh của trung tử là sức mạnh thuần chân trí dương, mà sức mạnh của Thiện Linh lại là sức mạnh trí tà trí âm. Vạn vật trên thế gian đều có khắc tinh, có lẽ sức mạnh của hai linh vật này là trời sinh khắc chế lẫn nhau, không hợp để đi chung một đường. Nghe giọng điệu cổ quái của trùng tử là biết ngay nó không thích Thiện Linh rồi, nghĩ lại cũng thấy từ sau khi hai tên nhóc này gặp nhau thì đã là như vậy rồi. Nhưng mà phần lớn thời gian đều là trùng tử của trách Thiện Linh. Dương Bách Xuyên trợn trắng mắt nói, bớt rong dài đi, cướp đoạt chuông trấn hồn trong tay Trương Thiến mới là việc cần làm lúc này. Hiện tại Thiện Linh đã và đang đối đầu với Ma Long. Dương Bách Xuyên muốn nhân cơ hội này hạ gục Trương Thiến rồi cướp lấy chuông trấn hồn. Nữ nhân này điên mất rồi, nàng ta không ngần ngại đốt cháy nguồn sinh mệnh của mình chỉ để rót thêm sức mạnh cho Ma Long. Dương Bách Xuyên không biết Thiện Linh có thể thành công hay không, nhưng nhìn thấy Thiện Linh có thể cắn trọn đầu của Ma Long là biết có khả năng rồi. Giờ hắn chỉ cần hạ gục Trương Thiến rồi cướp lấy chuông trấn hồn là có thể giúp Thiện Linh một tay. Rất rõ ràng. Mấy lời chua lòm trước đó của trùng tử không hề sai, đối đầu với Ma Long, chính là cơ duyên của Thiện Linh. Có thể thành công hay không, phải xem ý trời rồi. Dương Bách Xuyên cũng muốn giúp Thiện Linh một chút, chung quy thì linh vật có thể mạnh lên cũng đại diện cho sức chiến đấu của hắn mạnh lên. Chủ nhân, cứ giao cho ta phá vỡ kết giới của Ma Long. Trùng tử nghiêm túc nói. Được, Dương Bách Xuyên gật đầu, ở lại giữ sức. Tu vi của Trương Thiến khá yếu, nhưng cô ta lại trốn ở giữa thân hình quây thành vòng tròn của Ma Long, cơ thể còn được kết giới với sát khí mạnh mẽ bảo vệ nữa. Hiện giờ trùng tử phá vỡ kết giới dễ như trở bàn tay, nói chuyện với Dương Bách Xuyên giống như đang tranh công vậy, nó bay thẳng về phía Trương Thiến đang lơ lửng trên không trung. Răng rắc. Trong vòng sáng bảy sắc cầu vồng, trùng tử phá vỡ kết giới bảo vệ Trương Thiến chỉ bằng một chiêu, Dương Bách Xuyên bám theo sát nó. Phi người đến bên cạnh Trương Thiến, vung tay đập một chưởng về phía Trương Thiến. Leng keng leng keng. Quỳnh. Trong lúc Dương Bách Xuyên đang vung chưởng, bên tai hắn chợt vang lên tiếng chuông leng keng. Trong nháy mắt, hắn cảm thấy trong óc như vang lên tiếng sấm gào, nổ đùng đoàng, đầu đau như muốn nứt ra. Trước đó hắn nghe tiếng chuông trấn hồn vẫn chưa cảm thấy thế nào, hiện giờ Trương Thiến lại lắc chuông trấn hồn nhằm thẳng vào hắn. Hơn nữa người đàn bà điên khùng này lại còn đang đốt cháy nguồn sinh mệnh nữa, dẫn tới chuông trấn hồn đã phát ra được uy lực cường đại khi ở trên tay nàng ta. Đáng lẽ trường đó sẽ nhắm thẳng vào đầu Trương Thiến, nhưng vì Dương Bách Xuyên bị ảnh hưởng bởi khả năng nhiếp hồn của chuông trấn hồn dẫn tới thần hồn cũng phải run rẩy, một trường ấy không đánh ra nổi nữa. Nhưng sau khi hắn nhìn thấy gương mặt thù hằn và điên cuồng của Trương Thiến, hắn vẫn cắn răng cắn rách đầu lưỡi để bản thân tỉnh táo lại. Bất ngờ vung tiếp một chưởng đó ra, lại đánh trúng vai của Trương Thiến.
Sau một tiếng vang nặng nề, Trương Thiến kêu lên một tiếng, cơ thể cũng rơi xuống dưới. Tiếng chuông trấn hồn cũng hoàn toàn dừng lại. Đúng lúc này, Dương Bách Xuyên nhìn thấy trùng tử ra tay. Chỉ thấy trùng tử mở cái miệng nhỏ ra, bỗng nhiên ngoạm đứt cánh tay trái đang cầm chuông trấn hồn của Trương Thiến. A! À. Khi đang rơi xuống đất, Trương Thiến hét thảm lên một tiếng. Dương Bách Xuyên biết trùng tử đã thành công rồi, quả nhiên trong vòng sáng bảy sắc cầu vòng, trùng tử lấp lóe bay đến bên cạnh Dương Bách Xuyên. Chủ nhân, cho ngài chuông nè, nó vừa nói, cái miệng nhỏ vừa mở lớn nhổ chuông trấn hồn ra ngoài. Dương Bách Xuyên không hề thấy lạ khi cơ thể nhỏ bé của trùng tử lại có thể nuốt được chuông trấn hồn. Bình thường bụng của mấy loài dị trùng như nó sẽ có rất nhiều càn khôn. Duỗi tay bắt lấy chuông trấn hồn, Dương Bách Xuyên thả thần hồn cường đại ra, lập tức xóa sạch dấu ấn thần hồn của Trương Thiến bên trên chuông trấn hồn. Trong đầu hắn có ký ức của đại tôn ma đầu nên việc nắm giữ chuông trấn hồn không hề khó đối với hắn. Sau khi một giọt tinh huyết rơi xuống chuông trấn hồn, hắn lập tức luyện hóa chuông trấn hồn. Trong nháy mắt đã cảm nhận được bên trong chuông trấn hồn có rất nhiều dấu ấn thần hồn của những người khác, bao gồm cả dấu ấn bản mạng của Ma Long. Sau khi thúc giục chân khí đánh thẳng về phía dấu ấn bản mạng của Ma Long, Dương Bách Xuyên trực tiếp xóa bỏ dấu ấn bản mạng của nó. Ngao! Ma Long trên đỉnh đầu hét lên một tiếng, sau đó chỉ thấy bản thể đầu lâu của Thiện Linh chìm trong vòng sáng đỏ như máu, bỗng nhiên nuốt chửng cơ thể khổng lồ của Ma Long chỉ trong một ngụm. Khung cảnh vào giờ phút này có hơi kỳ dị, một cái đầu lâu thủy tinh biến to lên cắn nuốt một con Ma Long. Đầu lâu nuốt chửng Ma Long. Ngay sau đó đầu lâu Thiện Linh trở lại kích thước to bằng nắm tay ban đầu, nó bay về bên hông Dương Bách Xuyên. Nhưng trên bản thể của Thiện Linh vẫn lấp lóe ánh máu, có vẻ như nó đang tiêu hóa sức mạnh của Ma Long. Dương Bách Xuyên cũng thấy hơi ngạc nhiên, mặc dù hắn đã giúp Thiện Linh cắn nuốt Ma Long, nhưng điều này cũng chứng tỏ Thiện Linh không hề đơn giản. Một cái đầu lâu có thể cắn nuốt được Ma Long, so ra đúng là có 102 trên thế gian. Trong lòng hắn thầm thấy vui sướng, chờ mong bất ngờ mà Thiện Linh mang đến cho mình sau khi nó tiêu hóa Ma Long xong. Chỉ cần linh vật bên cạnh mình mạnh lên, cũng chính là thực lực của bản thân hắn đang tăng lên theo một cách khác, ép. Chuyện Ma Long, Thiện Linh trở về, hoàn thành sứ mệnh, nhận được một phần cơ duyên, Dương Bách Xuyên bay xuống, đi lên tế đàn. Sau đó hắn nhìn Trương Thiến vừa ngã xuống tế đàn, giờ phút này hơi thở thần hồn của Trương Thiến đã rất không ổn định. Nàng ta đốt cháy nguồn sinh mệnh, cho dù Dương Bách Xuyên không giết nàng ta thì nàng ta cũng không sống nổi. Đối mặt với Trương Thiến, thật ra lúc này trong lòng Dương Bách Xuyên rất phức tạp. Nữ nhân này, suy cho cùng vẫn là đồng hương, là cố nhân, càng là người mà Bộ Thanh Mai xem như tỷ tỷ, xem như bạn thân. Thế nhưng, lòng dạ nữ nhân như kim dưới đáy biển, hắn chẳng thể ngờ rằng Trương Thiến lại đi tới bước đường này. Lúc trước Trương Thiến cũng vì ganh ghét Bộ Thanh Mai, hay nói cách khác là mù quáng hơn Bộ Thanh Mai, thậm chí không tiếc tốn công tốn sức rót rượu cho hắn, diễn một màn mỹ nhân kế. Nhưng trong mắt hắn Trương Thiến tâm kế quá nặng, vô cùng phù phiếm, Dương Bách Xuyên không thích nàng ta. Ngày đó sau khi từ chối, Trương Thiến rời khỏi Vân Kỳ, nói với Dương Bách Xuyên sẽ hận hắn, thậm chí sẽ khiến Dương Bách Xuyên hối hận. Hắn không coi ra gì. Nhưng ai ngờ lại có một ngày như vậy, nàng ta trở thành thầy trò với kẻ thù của mình đại tôn ma đầu chứ. Giờ phút này đối mặt với Trương Thiến, thật ra trong lòng Dương Bách Xuyên không quá hận, chỉ là cảm thấy nàng ta đáng thương. Suy cho cùng là nàng ta sống quá hư vinh. Nếu như năm đó Trương Thiến cùng Bộ Thanh Mai đến Vân Kỳ cũng đơn thuần kiên định như Bộ Thanh Mai, có lẽ dù hai người không thể trở thành người yêu thì ít nhất cũng sẽ là bạn tốt. Đáng tiếc. Từ khi bắt đầu quen biết Trương Thiến, trong mắt Dương Bách Xuyên nàng ta đã là một nữ nhân rất hay suy nghĩ, mọi chuyện so đo quá mức, giỏi tính toán. Nữ nhân như vậy Dương Bách Xuyên không thích. Trái lại năm đó Bộ Thanh Mai đơn thuần như một tờ giấy trắng, không có một chút tâm kế nào. Đó cũng là lý do Dương Bách Xuyên thân thiết với Bộ Thanh Mai. Hắn luôn có thể tìm được cảm giác như em gái nhà bên trên người Bộ Thanh Mai. Bộ Thanh Mai là nhỏ tuổi nhất đơn thuần nhất trong số mấy nữ nhân của Dương Bách Xuyên, cũng là người Dương Bách Xuyên sủng ái. Đáng tiếc! Một tay Trương Thiến hủy hoại Bộ Thanh Mai. Dương Bách Xuyên nhìn Trương Thiến,
không ra tay giết nàng ta mà thở dài một tiếng. Ha ha, Dương Bách Xuyên ngươi ra tay đi, có thể chết trong tay ngươi cũng tốt. Trương Thiến cười tự giễu nói, nàng ta biết mình xong rồi, từ khi bắt đầu đốt cháy nguồn sinh mệnh đã định trước sẽ chết. Ta sẽ không giết ngươi, đi tìm Thanh Mai với ta. Dương Bách Xuyên nói xong vẫy tay tóm lấy Trương Thiến, lập tức nhìn về phía tế đàn bên kia, toàn thân chấn động, quả thật nhìn thấy trong ngực phụ thân ôm một nữ nhân. 89/10 chính là mẫu thân Đoan Mộc Uyển Nhi. Lúc đi qua chỉ thấy mẫu thân không khác mấy so với trong trí nhớ của hắn, có điều giờ phút này bà thực sự đang hôn mê, tất cả mọi người tế đàn bị hấp thụ sức sống, cũng đều bị phong ấn thần hồn, dấu ấn bản mạng bị giam cầm trong chuông trấn hồn. Sau khi Dương Bách Xuyên đi qua lấy chuông trấn hồn ra, trong lòng khẽ đồng phóng thích tất cả thần hồn bị giam cầm trong chuông trấn hồn ra ngoài. Dấu ấn thần hồn của mẫu thân cũng được Dương Bách Xuyên cẩn thận độ vào ấn đường. Bách Xuyên, sao mẹ con vẫn chưa tỉnh dậy? Mắt Dương Bách Xuyên đỏ bừng, đợi vài phút rồi vẫn không nhịn được hỏi thăm. Cha, cha chờ một lát nữa đã, dấu ấn thần hồn trở về vị trí cũng cần có thời gian thích ứng. Huống hồ mẹ con bị mất sức mạnh sự sống nên rất suy yếu. Trong lúc nói chuyện Dương Bách Xuyên lấy ra một giọt nước sinh mệnh đút cho mẫu thân, dùng để bổ sung sức mạnh sự sống của bà. Chừng 5 phút sau, Đoan Mộc Uyển Nhi chậm rãi tỉnh lại. Dương Bách Xuyên thấy mẫu thân sắp tỉnh thì đột nhiên trong lòng có chút phiền muộn, rất mất tự nhiên. Khi còn bé có thể nói hắn đã hận mẫu thân cho tới khi tốt nghiệp đại học. Hận bà sau khi phụ thân mất tích bỏ lại hắn và muội muội còn trong tã lót và cả nãi nãi, một đi không trở lại. Mặc dù sau này từ trong miệng ngoại công hắn biết được năm đó mẫu thân bỏ lại bọn họ là để đi tìm phụ thân. Nhưng Dương Bách Xuyên luôn cảm thấy trong lòng có một cái gai, từ góc độ một người vợ thì bà không làm sai. Nhưng từ góc độ một người mẹ, bà không hợp cách. Bất kể thế nào cũng không nên vứt bỏ hắn và muội muội còn trong tã lót một đi không trở lại. Điều này khiến Dương Bách Xuyên có chút khó có thể buông được. Mắt thấy mẫu thân sắp tỉnh lại, đột nhiên Dương Bách Xuyên nói cha, cha chăm sóc mẹ đi, con đi tìm Thanh Mai. Nói xong hắn không đợi Dương Quốc Trung trả lời, một tay túm Trương Thiến bay đi mất. Bách, hầy, Dương Quốc Trung gọi Dương Bách Xuyên đã rời khỏi điện thiên ma, thật ra Dương Quốc Trung đoán được vài phần, có lẽ trong lòng Dương Bách Xuyên không biết nên đối mặt với Đoan Mộc Uyển như thế nào. Hay nói cách khác là cảm xúc hận hay yếu rất phức tạp, hắn lãng tránh cũng bình thường. Sau khi cha con đoàn tụ, Dương Quốc Trung biết được từ trong miệng con gái Dương San San và mấy người vợ của Dương Bách Xuyên khi còn bé anh em hai người khó khăn thế nào, đồng thời cũng hận mẫu thân vì đã bỏ lại bọn họ. Tuy rằng con trai và con gái đều nói không hận, bởi vì biết Đoan Mộc Uyển Nhi đi tìm ông, nhưng nói và đối mặt là hai việc khác nhau, trong lòng Dương Quốc Trung áy náy vô cùng. Ông thân là người đàn ông, trước thẹn với mẫu thân, sau thẹn với con cái, ở giữa còn có một thê tử si tình. Nếu không phải thê tử tiến vào sa mạc tìm ông thì sao lại khiến một đôi trai gái từ nhỏ không có cha mẹ. Cuối cùng Dương Quốc Trung ôm đồm tất cả tự trách vào người. Thê tử trong ngực mở mắt ra, ở chồng hai người bốn mắt nhìn nhau, hai người đều nước mắt tràn mi. Uyển Nhi, Dương Quốc Trung run giọng. Quốc Trung! Chúng ta lại gặp nhau trong mơ. Đối với Đoan Mộc Uyển Nhi, ông chính là mơ, cảnh tượng thế này từng xuất hiện trong mơ vô số lần. Dương Quốc Trung đỏ mắt cầm tay Đoan Mộc Uyển Nhi nói, Uyển Nhi, đây không phải mơ, đây là sự thật, tất cả đều là thật, là ta và Bách Xuyên cùng nhau tìm được nàng. Dương Quốc Trung giọng nói run rẩy kể cho thê tử trong ngực nghe một câu chuyện như mộng ảo, lại vô cùng chua xót. Hơn 10 phút sau, cuối cùng Đoan Mộc Uyển Nhi cũng tin đây không phải mơ. Hai hàng nước mắt rơi lã chã, điên cuồng òa khóc. Vận mệnh trêu người, không ngờ vợ chồng hai người còn có thể gặp lại. Chấm chấm chấm. Không nói tới bên cha mẹ thế nào, sau khi Dương Bách Xuyên túm Trương Thiến phi thân ra ngoài, nhảy xuống, đi thẳng vào vực sâu núi Ma Quật. Trong trí nhớ của Đại Tôn Ma Đầu, bộ Thanh Mai đã bị Trương Thiến hủy diệt cơ thể, trấn áp thần hồn trong suối nguồn âm sát. Chịu cực hình lửa âm sát thiêu đốt. Sau nửa canh giờ, Dương Bách Xuyên cảm nhận được hơi thở âm sát càng lúc càng đậm, hắn biết đã sắp tới lòng đất, thân hình khẽ động, dưới chân chạm vào mặt đất. Không gian vô cùng tối tăm, đây chính là nơi sâu hàng nghìn thước trong núi Ma Quật. Ha ha,
muốn cứu tiện nhân bộ Thanh Mai kia, ngươi nằm mơ đi, thần hồn của nàng ta đã hòa thành một thể với mắt trận suối nguồn âm sát, rời khỏi suối nguồn âm sát sẽ hồn phi phách tán. Ha ha ha, để xem ngươi cứu thế nào. Trương Thiến u ám cười to. Chát. Dương Bách Xuyên trở tay giáng xuống một tát. Im miệng cho lão tia. Vốn dĩ trong lòng Dương Bách Xuyên đã bực bội vì chuyện của mẫu thân, bây giờ nghe Trương Thiến nói thần hồn của bộ Thanh Mai đã hòa làm một với mắt trận của trận pháp suối nguồn âm sát, chuyện này hắn không biết, trong trí nhớ của đại tôn ma đầu không có. Bây giờ nghĩ lại là Trương Thiến giở trò. Hủy diệt cơ thể của bộ Thanh Mai, trói vào suối nguồn âm sát dưới lòng đất, phải nói nữ nhân độc ác này đã biến thái rồi. Đến mức không thể cứu chữa. Vốn dĩ trong lòng hắn còn ôm một tia may mắn, đến lúc đó muốn hỏi bộ Thanh Mai xem xử lý trùng tử thế nào, bây giờ nghe nàng ta nói vậy, trái tim Dương Bách Xuyên chìm đến đáy cốc. Hắn không nhịn được nữa trở tay cho một bạt tai. Ha ha ha, ngươi giết ta đi, sao lại không dám? Hay là ngươi áy náy? Có phải ngươi hối hận vì khi đó đã làm nhục ta không? Ta đã sớm nói có một ngày sẽ khiến ngươi hối hận, không đối phó được Dương Bách Xuyên ngươi. Chẳng lẽ ta còn không giải quyết được tiểu tiện nhân bộ Thanh Mai kia? Dương Bách Xuyên không nghe nổi nữa, trở tay đập một chưởng lên người Trương Thiến. Nàng ta còn không kịp phát ra một tiếng hét thảm đã trực tiếp hóa thành một đống thịt nát, thần hồn vốn đã dầu hết đèn tắt cũng tan thành mây khói dưới một chưởng này. Trương Thiến đã hoàn toàn hết thuốc chữa. Dương Bách Xuyên không định đưa nàng ta đi gặp bộ Thanh Mai nữa. Trực tiếp làm cho nàng ta biến mất khỏi cuộc đời này cho xong hết mọi chuyện. Mắt hắn đỏ bừng, đi xuống vài bước, nhìn thấy một kết giới âm sát gần như đã biến thành thực chất xuất hiện. Hắn biết nơi này chính là suối nguồn âm sát, thần hồn của bộ Thanh Mai đang ở bên trong. Đáng tiếc kết giới đen kịt ngăn cách, không nhìn thấy gì. Hắn hít sâu một hơi nói, trùng tử, phá kết giới. Trùng tử từ trên đầu Dương Bách Xuyên bay lên. Toàn thân tỏa ra ánh sáng bảy màu, trực tiếp đụng đầu vào kết giới. Lúc này dường như trùng tử cảm nhận được tâm trạng của Dương Bách Xuyên không tốt nên rất thức thời không nói gì. Ầm ầm. Một tiếng nổ vang lên, trùng tử đập ra một vết nứt dài ba thước trên kết giới sát khí khổng lồ, dưới chân Dương Bách Xuyên khẽ động lách mình tiến vào. Sau khi Dương Bách Xuyên tiến vào kết giới, bên trong lập tức truyền ra một tiếng kêu thảm thiết quen thuộc. A. A, à, Thanh Mai, mắt Dương Bách Xuyên lập tức đỏ bừng, trong tầm mắt là suối nguồn âm sát hơn 9 thước, có một cột đá đen kịt, mà thần hồn của bộ Thanh Mai đã bị cố định trên trụ đá, khí âm sát từ trong suối không ngừng trào lên, đánh thẳng vào nguyên thần của nàng. Cho dù Dương Bách Xuyên lớn tiếng gọi tên bộ Thanh Mai thì nàng vẫn trông có vẻ như không nghe thấy, nói đúng hơn là không nhìn thấy hắn. Chủ nhân, trên cây cột đó có kết giới, cô ấy không thấy ngài. Trùng tử lên tiếng. Phá. Trái tim Dương Bách Xuyên như rỉ máu khi nhìn thấy cảnh nguyên thần của bộ Thanh Mai phải chịu tra tấn như thế. Chủ nhân không được phá, kết giới phía trên chính là tâm trận của trận pháp ở nơi này, trùng tử có thể cảm nhận được nó và thần hồn của chủ mẫu Thanh Mai đã hợp nhất, nếu dùng biện pháp mạnh để phá vỡ kết giới thì sẽ làm nguyên thần của chủ mẫu Thanh Mai bị thương đó ạ. Trùng tử là một bé con có thần thông thiên phú là phá vỡ kết giới. Đương nhiên phải nắm rõ về kết giới thì mới phá vỡ kết giới được. Bởi vậy mà nó kể những gì mình biết cho Dương Bách Xuyên. Sau khi nghe trùng tử giải thích, tâm trạng của Dương Bách Xuyên lo sốt vó cả lên, thế bây giờ phải làm sao đây? Ta cũng không biết nữa. Trùng tử nói trong bất lực. Ôi, Dương Bách Xuyên thở dài, nhưng nghĩ lại cũng đúng, chung quy trùng tử cũng chỉ là một con sâu. Mặc dù tính đến hiện tại nó đã tiến hóa 2 lần nhưng về lý thuyết nó vẫn chưa trưởng thành, kiến thức có thể sâu rộng nhường nào chứ? Nó rơi vào bế tắc cũng là chuyện bình thường. Hiện giờ, hắn chỉ có thể tự lực cánh sinh mà thôi. Nguyên thần của bộ Thanh Mai ở ngay trước mắt nhưng nó đã bị kết giới cản trở, hắn không dám tự ý phá vỡ kết giới, phải làm thế nào đây? Dương Bách Xuyên vô cùng dầu dĩ. Chủ nhân, ta đột nhiên nghĩ ra một cách. Có lẽ sẽ thành công đấy ạ. Trùng tử cất lời. Nói đi, Dương Bách Xuyên hơi đau đầu. Theo những gì mà ta cảm nhận được, trong kết giới ẩn chứa một thứ sức mạnh hết sức đặc biệt, nếu có thể dung hợp với thần hồn của chủ mẫu Thanh Mai thì có lẽ nguyên thần của người khác sẽ có thể đi vào kết giới. Trùng tử ngập ngừng nói.
Nguyên thần, Dương Bách Xuyên ngẩn người. Vâng, biết đâu nguyên thần được cũng không chừng, bởi vì trong sức mạnh kết giới của cây cột có chứa khí thức của thần hồn, chứng tỏ kết giới được tạo nên từ sức mạnh của thần hồn, như vậy thì chắc hẳn nguyên thần sẽ vào kết giới được. Trùng tử nghiêm túc nói. Ban đầu hắn không tin lời nói của trùng tử lắm, nhưng cẩn thận nghĩ lại thì thấy cũng có lý, hơn nữa Dương Bách Xuyên cũng cảm nhận được khí thức của thần hồn từ cây cột thật. Giờ đây, đối mặt với cảnh Bộ Thanh Mai chịu hành hạ, Dương Bách Xuyên không còn tâm trạng nào để lo được lo mất nữa, bảo với trùng tử hộ pháp cho ta. Dứt lời, hắn không chờ trùng tử trả lời mà khẽ quát nguyên thần xuất khiếu. Hư ảnh nguyên thần cao chín trượng ngay lập tức xuất hiện, ý niệm khẽ động, nó hóa thành một tia sáng phóng như bay về phía cây cột. Khi đã tới gần cột đá, Dương Bách Xuyên cắn răng, chui vào cây cột thật. Ở bên ngoài cột đá có kết giới vô hình được hình thành với sức mạnh của thần hồn thật, cũng may mà nó không tấn công gì Dương Bách Xuyên, nguyên thần mạnh mẽ của hắn nhanh chóng xâm nhập vào. Xuyên đại ca. Bộ Thanh Mai cất tiếng. Cuối cùng hai người cũng nhìn thấy nhau. Thanh Mai. Dương Bách Xuyên có thể tiến vào trạng thái nguyên thần bất cứ lúc nào, mà quả thật hắn đã đạt đến cảnh giới xuất khiếu đại viên mãn, lúc này nguyên thần đang được ngưng tụ của hắn không khác gì người thật. Ngũ quan của nguyên thần rõ mồn một, không hề thua kém bất cứ điều gì. Xuyên đại ca, người rời khỏi đây mau lên, nơi này là mắt trận âm sát, Trương Thiến có thể khống chế nguyên thần đấy, người đi mau lên. Bộ Thanh Mai vẫn gọi Dương Bách Xuyên là Xuyên đại ca theo thói quen. Nàng đang ở trong trạng thái nguyên thần nên cảm nhận được sự hiện diện của Dương Bách Xuyên ngay từ khoảnh khắc nguyên thần của hắn đi vào. Sự nhạy bén của nguyên thần cho nàng biết rằng đây không phải là mơ mà trượng phu của nàng đã tới thật rồi. Nhưng nàng lại nghĩ đến mức độ nguy hiểm của nơi đây, vội vàng bảo Dương Bách Xuyên rời khỏi đây. Nguyên thần của Dương Bách Xuyên run lên vì chứng kiến tình huống của Bộ Thanh Mai lúc này quá đỗi thảm thương. Thậm chí hắn còn nghĩ rằng tung trưởng đánh chết Trương Thiến là vẫn còn nương tay với nàng ta. Hắn chẳng hiểu nổi hà cớ gì Trương Thiến lại hận Bộ Thanh Mai đến mức này, không những hủy hoại thân xác của nàng mà còn luyện hóa thần hồn nàng trong mắt trận âm sát, sử dụng bí pháp để nhốt nàng vào cây cột, bị lửa âm sát thiêu đốt, bị gió âm sát quật từng cơn. Chịu cực hình tại đây từng phút từng giây. Dương Bách Xuyên nghẹn ngào trấn an nàng, Thanh Mai đừng sợ, Trương Thiến chết rồi. Ta tới cứu ngươi đây. Không được, Xuyên đại ca đừng động vào trụ âm sát. Bộ Thanh Mai bàng hoàng ngăn cản, nàng muốn nói rằng trụ âm sát có khả năng gây sát thương rất lớn đối với nguyên thần nhưng chưa kịp dứt lời thì Dương Bách Xuyên đã chìa tay ra. Xẹt xẹt xẹt. Dương Bách Xuyên dùng tay không tóm lấy các phù văn trên người Bộ Thanh Mai, khổ nỗi đống phù văn này ghim chặt nàng vào trụ âm sát như đóng đinh, sao hắn có thể không nhận ra sẽ nguy hiểm thế nào khi tới gần trụ âm sát chứ? Nhưng hắn nỡ bỏ mặc ư? Đương nhiên không thể, Bộ Thanh Mai là nữ nhân của hắn, giờ đây nàng ra nông nỗi này là do hắn đã không làm tròn trách nhiệm của một trượng phu. Mặc dù ban đầu Bộ Thanh Mai bị Trương Thiến lừa ra ngoài rồi bắt đi nhưng Dương Bách Xuyên vẫn áy náy tột cùng. Giá như lúc ấy hắn có ở đó thì có phải Bộ Thanh Mai sẽ không bị Trương Thiến lừa đi rồi không? Từ tận đáy lòng Dương Bách Xuyên tràn ngập sự xót xa dành cho thê tử yêu quý đơn thuần như tờ giấy trắng của mình. Cho dù phía trước là núi đao biển lửa đi nữa thì lúc này hắn vẫn sẽ tiến bước về phía Bộ Thanh Mai, không hề nhăn mặt lấy cái nào. Chẳng biết phù văn phù bí trên người Bộ Thanh Mai là gì, nhưng khi Dương Bách Xuyên vươn tay đến cầm lấy, bàn tay của nguyên thần hắn kêu xèo 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 vang dội hệt chảo đang bắn dầu vậy. Đồng thời, một nguồn sức mạnh lạnh lẽo truyền đến từ trụ âm sát ập lên nguyên thần của hắn không ngừng nghỉ. Mặc dù nguyên thần bị tổn thương rất nặng nhưng cũng nằm trong phạm vi Dương Bách Xuyên có thể chịu đựng được, dù sao nguyên thần của hắn cũng là xuất khiếu cảnh đại viên mãn, so với Bộ Thanh Mai thì hắn có thể chịu được tổn thương lớn như vậy. A, mở ra cho ta. Hét lớn một tiếng, nguyên thần của Dương Bách Xuyên tỏa ra ánh sáng vàng mạnh liệt, mạnh mẽ xé rách phù văn trên người Bộ Thanh Mai. Ngay sau đó, Bộ Thanh Mai thoát khỏi khó khăn. Xuyên đại ca. Nguyên thần của Bộ Thanh Mai nhào vào trong lòng Dương Bách Xuyên. Không sao, không sao rồi. Dương Bách Xuyên ôm lấy nguyên thần mờ ảo không ổn định của nàng an ủi. Chấm chấm chấm. Việc đã đến nước này, chuyện gì nên xảy ra cũng xảy ra rồi, cơ thể Bộ Thanh Mai đã bị phá hủy là sự thật,
Vấn đề trước mắt Dương Bách Xuyên bây giờ là nguyên thần của bộ Thanh Mai không thể tách rời khỏi không gian của mắt trận pháp âm sát được, nếu không nguyên thần sẽ tan thành mây khói. Thật ra, theo quan điểm của Dương Bách Xuyên cho dù rời khỏi được cũng vô dụng, bởi vì bây giờ nguyên thần của bộ Thanh Mai quá yếu, hơn nữa tu vi của nàng chỉ mới là kim đan. Ở chỗ này được Trương Thiến thi pháp sáp nhập vào mắt trận pháp âm sát mắt trận, thật ra nàng chính là linh hồn của trận pháp còn có thể hóa hình, nếu ra ngoài thì việc để nguyên thần của nàng hóa hình cũng là một vấn đề. Cũng may sau khi Dương Bách Xuyên nghiên cứu một phen, dùng chuông trấn hồn trích xuất ấn ký của bộ Thanh Mai để lại trên chuông trấn hồn, để nàng không còn phải chịu khổ nữa. Dương Bách Xuyên biết rõ bộ Thanh Mai cũng không thể nào tu luyện như bình thường được nữa, chỉ có thể tu quỷ như Ngô Mặc Thu, chuyển qua tu quỷ đạo thôi. Sau khi bàn bạc với bộ Thanh Mai, nàng không có ý kiến gì cả, cứ làm theo lời Dương Bách Xuyên dặn dò, con bé này từ trước đến nay đều như vậy, Dương Bách Xuyên nói cái gì thì nàng làm cái đó. Dù sao tạm thời cần một không gian để ổn định tu vi nguyên thần, cũng không dám tùy tiện rời khỏi không gian này. Qua quan sát của Dương Bách Xuyên, trụ âm sát giam cầm bộ Thanh Mai thật ra là kết tinh âm sát hình thành từ suối nguồn âm sát ở đây qua biết bao nhiêu năm tháng, bên trong nó có một năng lượng âm sát vô cùng rộng lớn. Bây giờ đã dung hợp với nguyên thần của bộ Thanh Mai, vậy nên tận dụng tình hình để bộ Thanh Mai chuyển sang tu công pháp quỷ đạo, dù sao tu quỷ là hấp thụ năng lượng thuộc tính âm trong năng lượng trời đất, năng lượng âm sát chính là một trong số đó. Huống chi trụ âm sát chính là kết tinh của năng lượng âm sát. Có thể là vô dụng với người tu chân nhưng đối với tu quỷ thì thật sự là chí bảo trong trời đất. Chỉ cần sau này bộ Thanh Mai có thể luyện hóa hoàn toàn năng lượng trụ âm sát hấp thu được, thì đương nhiên nguyên thần của nàng sẽ mạnh lên rất nhiều, thậm chí tu vi cũng sẽ đạt đến một cảnh giới rất cao. Sau khi hạ quyết tâm, Dương Bách Xuyên quyết định cất trụ âm sát vào hồ Càn Khôn mang về núi Giao Trì để xây dựng một cung điện âm sát dành riêng cho bộ Thanh Mai làm nơi tu luyện. Chỉ có như thế nàng mới có thể tiếp tục con đường tu luyện, tương lai đạt được thành tựu trên con đường quỷ tiên, có thể ngưng tụ ra tiên thể một lần nữa. Sau khi truyền thụ phong đô quyết cho bộ Thanh Mai xong, để nàng làm quen với công pháp, nguyên thần của Dương Bách Xuyên ra khỏi trụ âm sát, nguyên thần quay lại lỗ hổng bắt đầu cách dùng sức mạnh thu thập trụ âm sát. Trong khi quan sát, Dương Bách Xuyên phát hiện ra trụ âm sát chính nguồn gốc hình thành của toàn bộ núi Ma Quật. Thậm chí còn là kết tinh từ suối nguồn âm sát, thậm chí hắn còn hoài nghi ma long đã bị cắn nuốt có khi cũng có nguồn gốc từ trụ âm sát. Khí âm sát mạnh mẽ thật ra đều từ trụ âm sát bay lên núi Ma Quật. Nếu như nói ma long do suối nguồn âm sát sinh ra trong trời đất, vậy thì trụ âm sát cao chừng 9 trượng đường kính hơn 1 mét trước mặt Dương Bách Xuyên còn to hơn cả ma long lúc trước. Cũng không biết hồ Càn Khôn đủ để cất trụ âm sát vào trong không. Dương Bách Xuyên đứng trước một trụ âm sát, tập trung lực thần hồn, niệm chú trong lòng thu. Âm đùng đùng. Tiếng sấm sét vang lên. Toàn bộ lòng đất trong vực sâu cũng bắt đầu rung chuyển. Sau khi tiếp xúc với phù văn giam giữ trên người bộ Thanh Mai, nguyên thần của nàng có thể bám lên trên trụ âm sát. Sau khi Dương Bách Xuyên niệm một chữ thu, hắn cảm giác được bộ Thanh Mai và trụ âm sát đã vào trong không gian của túi Càn Khôn. Nhìn kỹ hơn thì quả nhiên trụ âm sát trước mặt đã biến mất không thấy đâu nữa. Trong ý thức, nó cũng đã xuất hiện ở trong không gian của túi Càn Khôn. Vốn tưởng rằng còn phải tốn chút thời gian, không ngờ chỉ cần niệm chú một lần đã xong rồi. Ngay khi hắn vừa thở phào nhẹ nhõm, đất núi sạt lở rung chuyển, Dương Bách Xuyên biến sắc, bây giờ mới phát hiện ra núi Ma Quật sắp sụp đổ. Vội vàng hóa thành một đường cầu vồng bay lên. Quan trọng nhất là phải rời khỏi đây càng sớm càng tốt. Khi Dương Bách Xuyên phi người rời khỏi vực thẳm núi Ma Quật, cả tòa núi Ma Quật cũng hoàn toàn sụp đổ. 36 hang của hang Ma Vương, hang thứ nhất tượng trưng cho cấp cao nhất, đến giờ đã bị phá hủy. Chuyện này là bởi vì nền móng của trụ M sát đã bị Dương Bách Xuyên lấy mất, không sụp đổ mới là lạ. Trên bầu trời có rất nhiều người đang bay lơ lửng, có người của núi Ma Quật. Cũng có phụ thân hắn Dương Quốc Trung cùng với mẫu thân hắn Đoan Mộc Uyển Nhi, còn có cả nữ nhân mà họ đã giải cứu từ tế đàn. Tất cả mọi người trơ mắt nhìn hang thứ nhất bị phá hủy và trở thành lịch sử như vậy. Sau khi Dương Bách Xuyên xông ra ngoài, hắn phi người đến trước mặt cha mẹ. Xuyên Nhi, đã cứu được người ra chưa? Dương Quốc Trung hỏi. Dương Bách Xuyên lên tiếng tỏ vẻ thành công.
Dương Quốc Trung biết con trai mình có bí mật là không gian bình càn khôn, ông cho rằng hắn đã thu người vào không gian bình càn khôn rồi nên cũng không hỏi nhiều nữa. Mà người của hang ma vương thì lại đang ùn ùn kéo đến, nhưng không một ai dám tiến lên. Cha con Dương Bách Xuyên giết chết ma tôn, có một vài người trong bọn họ đã tận mắt chứng kiến nên không ai dám xông lên tìm chuyện xui xẻo. Với lại đại tôn ma đầu có thể vào được hang ma vương hoàn toàn là do lão ta đã dùng vũ lực trấn áp, luyện hóa 10 đại cao thủ xuất khiếu cảnh đại viên mãn đứng đầu 36 hang của hang ma vương thành Mano. Hiện giờ toàn bộ hang ma vương cũng không cao thủ nào có thể đối phó với cha con Dương gia. Đối với mấy người bọn họ, cái chết của ma tôn tính ra lại là một sự giải thoát. Kể từ khi ma tôn tìm tới hang ma vương, quả thực chính là thảm họa, nói giết người là giết người, phụ nữ trong 36 hang còn thảm hơn nữa cơ, mọi người đều giận mà không dám nói gì. Giờ thì tốt rồi, Dương Bách Xuyên giết chết ma tôn thì chẳng khác nào đang diệt trừ tai họa thay cho bọn họ vui mừng còn không kịp nữa là. Cho nên không một ai ra tay với cha con Dương Bách Xuyên, mà nói thật ra là không dám. Hắn có thể giết chết ma tôn cường đại, đủ để chứng minh hắn có thực lực sâu không lường được. Tuy rằng hang thứ nhất tượng trưng cho hang ma vương cấp cao nhất đã bị phá hủy nhưng đại ma đầu lại bị diệt trừ, bởi thế người của 35 hang còn lại đều thấy chuyện này không quá quan trọng. Trong tương lai, hang ma vương vẫn là thánh địa tiêu dao, tuy rằng mấy người như bọn họ bị gọi là ma đạo, chỉ biết co đầu rút cổ trong nhà, nhưng đâu phải là không thể theo đuổi đại đạo chứ. Chấm chấm chấm. Khi Dương Bách Xuyên đang nói chuyện với phụ thân, toàn thân Đoan Mộc Uyển Nhi run lên khe khẽ, khóe miệng bà mấp máy nhìn Dương Bách Xuyên nói, Xuyên Nhi. Chúng ta rời khỏi đây trước rồi nói sau. Dương Bách Xuyên đối mắt với mẫu thân, hắn vội vàng rời mắt đi chỗ khác, trong lòng cực kỳ rối loạn. Hắn tạm thời không biết nên giao tiếp với mẫu thân như thế nào, rốt cuộc thì trong lòng hắn vẫn có khúc mắc. Đoan Mộc Uyển Nhi vừa thấy như thế, nước mắt rơi lã chã. Cũng biết con trai sẽ không tha thứ cho mình. Không sao đâu, đợi trở về ta sẽ giải thích, ta tin nó sẽ hiểu được thôi, hiện tại chúng ta cần phải rời khỏi đây trước đã. Dương Quốc Trung an ủi thê tử. Thật ra Dương Bách Xuyên cũng đã định nói chuyện với mẫu thân, nhưng mà... Khi nhìn thấy bà, hắn luôn muốn hỏi một câu rằng tại sao bà lại bỏ rơi huynh muội bọn họ chứ? Rõ ràng biết mẫu thân rời đi là vì muốn tìm kiếm phụ thân, nhưng cũng là vì vậy. Dương Bách Xuyên biết bà không phải là một người mẹ đủ tư cách. Lửa giận trong lòng vẫn không thể tiêu tan. Từ nhỏ rơi vào hoàn cảnh không cha không mẹ, từ trong thôn đến trường học, ảnh hưởng cực kỳ lớn đến hắn. Nhất là hắn còn là một người anh, phải chăm sóc cho đứa em gái còn nhỏ tuổi nữa. Khi còn nhỏ mỗi khi khóc muội muội sẽ gọi mẹ nhiều nhất, mỗi lần như vậy Dương Bách Xuyên đều sẽ oán giận mẫu thân một chút. Lý trí bảo Dương Bách Xuyên hãy tha thứ cho mẫu thân nhưng trong lòng lại không chịu thỏa hiệp, cho nên mâu thuẫn của hắn, cứ đợi trở về trước rồi hắn bàn tiếp. Khóe mắt liếc thấy dáng vẻ rơi lệ của mẫu thân, tâm trạng của Dương Bách Xuyên càng trở nên bực bội. Hắn đảo mắt nhìn người đàn ông trung niên có tu vi xuất khiếu cảnh hậu kỳ ở cách đó không xa, xem như là người có tu vi cao nhất ở đây, hắn trầm giọng hỏi người đàn ông trung niên, hướng kia dẫn tới Châu Tây Sơn à. Hang Ma Vương là một khu vực không có ai quản lý, thông với ba cương vực lớn, nếu không biết phương hướng thì rất dễ bị lạc đường. Ở hơn nữa nơi này thật sự rất hoang vu, có rất nhiều nơi nguy hiểm rình rập, cần phải tìm người để hỏi rõ đường mới được. Đường quay lại rõ ràng không thể đi, tất cả những người tiến vào cấm địa nghiêm gia đều ngất đi rồi, mà sau khi ra được là sẽ đến sơn động thuộc địa bàn của 35 hang. Dù sao thì Dương Bách Xuyên cũng không nhìn thấy đường để quay lại. Chỉ có thể tìm đúng phương hướng để trở về. Người đàn ông trung niên bị người nào đó họ Dương điểm danh, cả người chấn động. Ông ta rất sợ, nhưng sau khi nghe thấy hắn chỉ hỏi đường thì trong lòng thầm thở phào nhẹ nhõm, vội vàng nói, vãn bối sẵn lòng dẫn đường cho tiền bối. Cũng thức thời đấy, dẫn đường đi. Dương Bách Xuyên cũng không có ấn tượng gì tốt đối với những người này, nhưng hắn không kẻ thích giết chóc, mục đích là tìm người dẫn đường nên nếu người này bằng lòng. Đương nhiên hắn sẽ không làm khó ông ta. Dạ dạ dạ, xin tiền bối hãy đi theo ta. Người đàn ông trung niên cũng là một người từng trải, biết hiện giờ không phải lúc có kẻ mặc cả. Tu vi của đối phương sâu không lường được, phải nghe lời hắn thì mới có thể bảo vệ mạng sống, ông ta không có tư cách phản kháng.
Sau đó cả nhà Dương Bách Xuyên theo sau người đàn ông trung niên, phi thân rời đi. Khoảng chừng 3 canh giờ sau, một sa mạc xuất hiện trước mắt. Người đàn ông trung niên dừng lại nói, tiền bối tiếp tục đi lên phía trước một đoạn là sẽ tới biên giới Tây Sơn. Ừ, người đi đi. Dương Bách Xuyên cũng không làm khó ông ta. Người đàn ông trung niên thầm thở phào nhẹ nhõm, giữ được mạng rồi. Ông ta cảm ơn xong thì vội vàng rời đi. Lúc này Dương Bách Xuyên nhìn thấy có vài nữ tử bám theo cha mẹ mình, trong đó có nữ thiếu chủ mà thanh niên trong hang thứ 35 đã nhắc tới lúc trước, cũng chính là nhà chủ trên danh nghĩa của mẫu thân. Hắn vẫn luôn không quay đầu lại nhìn nên giờ mới phát hiện phía sau có vài nữ tử đi theo. Hắn đảo mắt liếc qua mấy người đó, chợt đối mắt với mẫu thân, thấy bà muốn nói lại thôi, định nói gì đó nhưng rồi lại sầm mắt không nói gì cả. Cuối cùng vẫn là phụ thân Dương Quốc Trung đi tới nói, Xuyên Nhi, mấy nữ tử này là người của hang thứ 35, hang thứ 35 của bọn họ bị đại tôn ma đầu hủy diệt, hiện tại cũng không có nhà để về, tu vi của mấy người họ đều không cao, rất khó có thể sinh tồn trong hang ma vương. Ngoài ra, nhà thiếu hang chủ của hang thứ 35 có ơn với mẫu thân con, ta và mẫu thân con muốn dẫn theo các nàng, con thấy có được không? Dương Quốc Trung nói với giọng điệu thương lượng. Dương Bách Xuyên nghe xong thì sửng sốt, hắn nghe thấy phụ thân thấp giọng thương lượng với mình, lại nhìn thấy mẫu thân sợ mình tức giận, lúc này Dương Bách Xuyên mới phản ứng lại, thầm mắng mình bị làm sao vậy không biết. Mặc dù bọn họ đều có lỗi nhưng rốt cuộc vẫn là cha mẹ của mình, sao hắn lại làm cho cha mẹ phải thật dè chừng khi đối mặt với mình chứ? Đây không phải là điều mà một đứa con nên làm. Phục hồi tinh thần lại, Dương Bách Xuyên cũng biết là do biểu cảm ngay từ đầu của mình quá nghiêm túc. Chung quy thì chuyện bộ thanh mai bị hủy hoại cơ thể vẫn khiến lòng hắn thấy không thoải mái, tâm trạng rất kém, hơn nữa hắn không biết phải đối mặt với những mâu thuẫn về mẫu thân như thế nào, nên hắn mới luôn sầm mặt, khiến cha mẹ thấy nơm nớp lo sợ. Nghĩ đến đây, Dương Bách Xuyên cố gắng nặn ra một nụ cười, nói, theo lý thì nên vậy, hai người cứ quyết định đi, Vân Môn không thiếu chỗ cho mấy người bọn họ tu luyện. Dương Quốc Trung và Đoan Mộc Uyển Nhi liếc nhau, đều khẽ nở nụ cười. Từ lúc gặp nhau đến bây giờ, đây là lần đầu tiên con trai bọn họ nở nụ cười và nói chuyện nhẹ nhàng, tuy rằng là cười gượng nhưng lại là một khởi đầu tốt. Đoan Mộc Uyển Nhi nói với nữ tử đi bên cạnh cũng chính là thiếu chủ của hang thứ 35, đại tiểu thư, Xuyên Nhi đồng ý rồi, mau cảm ơn hắn. Vạn Vũ Đồng cảm ơn công tử đã thu nhận. Dương Bách Xuyên nhìn thì thấy là một nữ tử xinh đẹp thanh tú, có tu vi xuất khiếu cảnh trung kỳ. Nếu là ân nhân đã thu nhận mẫu thân, Dương Bách Xuyên cũng sẽ lịch sự tiếp đãi. Lúc hắn đang định nói chuyện, chợt nghe Vạn Vũ Đồng nói với bốn nữ tử trông có vẻ là thị nữ, Xuân, Hạ, Thu, Đông cũng mau cảm ơn công tử đã thu nhận đi. Sau khi nói xong, lại chần chờ nói tiếp, cũng cảm ơn Đoan Mộc. Cô. Vạn Vũ Đồng vẫn chưa thích ứng được sự chuyển biến trong lòng, lâu nay Đoan Mộc Uyển Nhi chỉ là bà vú hầu hạ nàng ta. Nhưng trong nháy mắt lại biến thành ân nhân cứu mạng, thậm chí quan hệ giữa bà với vị công tử trước mắt này cũng không đơn giản. Vạn Vũ Đồng và bốn thị nữ tỉnh lại muộn nên không biết Đoan Mộc Uyển Nhi là mẹ của Dương Bách Xuyên, cũng là người một nhà với Dương Quốc Trung ân nhân cứu mạng của bọn họ. Nhưng nàng ta vẫn có thể nhìn ra được quan hệ giữa hai người không đơn giản, tuy không biết chuyện gì đã xảy ra nhưng khi đối mặt với cha con Dương Bách Xuyên đã cứu mình, nàng ta cảm ơn cũng là điều hiển nhiên. Tiện thể cảm ơn cả Đoan Mộc Uyển Nhi luôn. Vạn Vũ Đồng có thể hiểu thấu nhưng không có nghĩa là bốn thị nữ của nàng ta cũng có thể hiểu. Sau khi Vạn Vũ Đồng dứt lời, một thị nữ trong số đó trừng mắt nói, Đoan Mộc Uyển Nhi, ngươi là thứ gì chứ? Ngươi chẳng qua chỉ là bà vú hầu hạ tiểu thư thôi, đừng quên năm đó chính là tiểu thư đã cứu ngươi từ trong sông rồi truyền công pháp cho ngươi, ngươi mới có thể sống đến bây giờ, dựa vào đâu lại bắt chúng ta và tiểu thư hành lễ với ngươi? Có đôi khi quan niệm tôn ti giữa tu chân giả trong sơn hải giới rất gay gắt. Thị nữ này nói như thế cũng không sai, nhưng nàng ta lại không rõ ràng tình huống hiện giờ là như nào. Ta, không, Đoan Mộc Uyển Nhi là một người tính tình ôn hòa, không phải kẻ lắm mưu nhiều kế, những gì thị nữ này vừa nói đều đúng nhưng bà không hề bắt tiểu thư Vạn Vũ Đồng phải cảm ơn mình. Còn nữa, từ xưa tới giờ bốn thị nữ Xuân, Hạ, Thu, Đông vẫn luôn theo hầu bên cạnh tiểu thư, địa vị trong hang thứ 35 rất cao nên bọn họ đã kiêu ngạo thành thói. Dù sao bà cũng chỉ là hạ nhân được Vạn gia thu nhận,
chỉ là người theo hầu bên cạnh Vạn Vũ Đồng, nên bình thường bà cũng không dám đắc tội bốn thị nữ Xuân, Hạ, Thu, Đông. Ở bên cạnh Vạn Vũ Đồng, bốn người bọn họ không chỉ có địa vị cao mà tu vi cũng là xuất khiếu cảnh sơ kỳ, chỉ đứng sau Vạn Vũ Đồng thôi. Còn Đoan Mộc Uyển Nhi bà chỉ là một nguyên anh nhỏ nhoi, tại một nơi mà thứ bậc tu vi cực kỳ nghiêm ngặt như hang ma vương, bà không có tư cách tranh luận với người khác. Nên chuyện này đã trở thành thói quen. Nhưng mà, sắc mặt của Dương Bách Xuyên lại hoàn toàn trầm xuống, hắn trở tay vung thẳng một cú vào mặt thị nữ đó. Chát! A! À. Một cái tát vang dội đánh bay thị nữ này ra xa 3 mét, bấy giờ hắn mới lạnh giọng nói, vậy để ta nói cho các ngươi biết là dựa vào đâu. Không một ai ngờ rằng Dương Bách Xuyên lại đột nhiên ra tay đánh cô thị nữ này như vậy, một cú tát đầy tàn nhẫn của hắn khiến cho nàng ta ngã lăn ra 3 mét, rớt vài cái răng, không hề thương hương tiếc ngọc chút nào. Xuyên Nhi, Đoan Mộc Uyển Nhi sốt ruột lên tiếng nhưng bị Dương Quốc Trung ngăn cản. Một thứ cảm xúc lóe lên trong mắt Dương Quốc Trung, ông nhìn con trai mình Dương Bách Xuyên rồi lại nhìn về phía Vạn Vũ Đồng và các thị nữ của nàng ta như có điều suy nghĩ. Mặt mày Vạn Vũ Đồng cũng tái mét, nàng ta nhìn Dương Bách Xuyên bằng ánh mắt tối tăm. Người xưa có câu đánh chó phải ngó mặt chủ, Dương Bách Xuyên làm vậy nghĩa là không hề nể mặt nàng ta. Bốn thị nữ Xuân, Hạ, Thu, Đông là thị nữ có võ công mà gia tộc chọn ra cho nàng ta từ nhỏ. Năm người cực kỳ thân thiết với nhau. Giờ đây, thấy Xuân Nhi bị Dương Bách Xuyên vả một bạt tai mà không chút nương tình, Vạn Vũ Đồng và ba cô thị nữ còn lại đều tức run người. Nàng ta vừa định lên tiếng, Dương Bách Xuyên chợt lạnh lùng tiếp lời, dựa vào đâu ấy hả? Dựa vào việc bà ấy là mẫu thân của Dương Bách Xuyên ta đây, vậy đã đủ chưa? Dựa vào việc hai cha con bọn ta đã cứu mạng các ngươi, vậy đã đủ chưa? Dương Bách Xuyên nhìn chòng chọc vào mặt Vạn Vũ Đồng như dao câu liếc vào mỏm đá. Vạn Vũ Đồng giật bắn, lưng toát cả mồ hôi lạnh trước cái nhìn vô cùng đáng sợ của hắn, bấy giờ nàng ta mới sực nhớ ra hai cha con Dương Bách Xuyên đã giết chết Ma Tôn, hủy diệt cái hang đầu tiên. Một nhân vật hùng mạnh như thế, sao nàng ta dám trêu vào chứ? Mà nghĩ lại cũng đúng, người ta đã cứu mạng bọn họ, chỉ riêng việc này thôi là đã đủ rồi. Ngay từ đầu Vạn Vũ Đồng đã nhận ra giữa Đoan Mộc Uyển Nhi và hai cha con Dương Bách Xuyên có mối quan hệ mật thiết với nhau, bây giờ nghe chính miệng Dương Bách Xuyên tiết lộ Đoan Mộc Uyển Nhi là mẫu thân của hắn, cuối cùng nàng ta đã có thể khẳng định suy đoán trong lòng mình. Vạn Vũ Đồng thầm toát mồ hôi lạnh, nói, như vậy thì cho dù Dương Bách Xuyên giết Xuân Nhi, nó cũng không còn gì để nói. Ban đầu nàng ta còn định nói lý với hắn, còn bây giờ... Chỉ mới nghĩ đến Dương Bách Xuyên thôi mà Vạn Vũ Đồng đã muốn bỏ qua luôn cho xong. Đó là một kẻ có thể tiêu diệt Ma Tôn, nàng ta còn chẳng đủ để người ta nhét kẽ răng nữa là. Năm xưa nàng ta cứu Đoan Mộc Uyển Nhi một mạng, hôm nay con trai người ta cứu nàng ta một mạng, món nợ ân tình này xem như thanh toán xong. Thấy Vạn Vũ Đồng nhượng bộ một cách hượng gạo, Dương Bách Xuyên mới hừ lạnh một tiếng rồi nhìn về phía bọn thị nữ của Vạn Vũ Đồng. Bùng nổ uy áp mạnh mẽ đè bẹp lên họ mà không chút do dự. Phịch phịch. Ba thị nữ còn lại cũng không chịu nổi uy áp của Dương Bách Xuyên, đồng loạt quỳ xuống đất. Giờ đây, các thị nữ mới vỡ lẽ rằng, hóa ra người mà họ luôn xem là bà già là mẫu thân của Dương Bách Xuyên. Người thanh niên tóc trắng tự xưng là Dương Bách Xuyên này là ai? Đó là kẻ đã giết chết Ma Tôn, là nhân vật cao cao tại thượng đối với họ. Giờ thì cả đám thị nữ đều run bần bật. Nhất là Xuân Nhi bị Dương Bách Xuyên tát thẳng vào mặt, nàng ta mặt cắt không còn một giọt máu. Bọn họ đã quen thói trịch thượng khi đi theo Vạn Vũ Đồng, bình thường cũng hay chỉ tay năm ngón với Đoan Mộc Uyển Nhi nên đã quen với việc này, nhưng bọn họ đã quên mất rằng ai là người đã cứu mạng họ. Dương Bách Xuyên mà không nhận ra đôi nét sợ hãi hiện lên trong ánh mắt của mẫu thân khi bà đứng trước bọn thị nữ của Vạn Vũ Đồng ư. Điều này chứng tỏ bốn con tiện tì này thường xuyên chỉ trỏ mẫu thân hắn, thậm chí còn từng sai khiến một cách quá đáng. Phát hiện ấy khiến cho ngọn lửa phẫn nộ phút chốc cháy lên trong lòng Dương Bách Xuyên. Mặc dù hắn và mẫu thân cãi nhau nhưng đó chỉ là nhất thời, chung quy đó vẫn là mẫu thân của hắn. Một giọt máu đào hơn ao nước lã, sao anh có thể để mặc bọn thị nữ chỉ trích mẫu thân, liến thoáng xỉ vả chứ? Phải biết rằng, đối với Dương Bách Xuyên, tình thân còn vĩ đại hơn cả trời.
Dù thế nào đi chăng nữa, anh cũng quyết không cho phép bất cứ kẻ nào đối xử vô lễ với mẫu thân mình. Hắn trở tay tát đứa thị nữ này một bạt tai là còn nể mặt Vạn Vũ Đồng đấy, chứ không tát một phát là nàng ta chết luôn rồi. Hắn nhận thấy tính cách của Vạn Vũ Đồng thật ra không xấu, hơn nữa cũng xem như ân nhân cứu mạng của mẫu thân, hắn nên giữ sĩ diện cho mẫu thân thì hơn. Trước hết, hôm nay cứu các ngươi là trả lại mối ân tình các ngươi đã cứu mẫu thân ta. Tiếp theo, trên đời này không ai có thể bắt bà ấy làm hạ nhân cả. Giờ ta cho các ngươi hai lựa chọn, muốn đi với ta thì phải quay lại bái mẫu thân ta làm chủ, hoặc là ta sẽ gây khó dễ cho các ngươi tự cút đi, hai bên không nợ nhau. Dương Bách Xuyên lạnh lùng nói với bốn cô thị nữ nhưng lại nhìn về phía Vạn Vũ Đồng. Không nghi ngờ gì nữa, ý của hắn là muốn đi với hắn thì phải bái mẫu thân hắn làm chủ. Nghe vậy, Vạn Vũ Đồng giật mình, hơi không chấp nhận được trước lời nói của Dương Bách Xuyên, nàng ta chỉ muốn xoay người rời khỏi đây ngay nhưng lại không dám. Thứ nhất, nơi này là địa giới của Châu Tây Sơn. Dù là quay lại ma quật hay đi Châu Tây Sơn như nàng ta biết sẽ không dễ dàng với thân phận nhạy cảm của mình. Giả sử trở về hang Ma Vương thì bây giờ hang thứ 35 của bọn họ đã bị Ma Tôn lật đổ. Sau khi trở về hang Ma Vương, một nữ tử như nàng ta sẽ bị kẻ khác ngấu nghiến sạch không còn một miếng xương nào, sớm muộn gì cũng trở thành đồ của người khác mà thôi. Nàng quá hiểu hang Ma Vương rồi. Thứ hai, nếu như đi Châu Tây Sơn một mình thì cũng chẳng có mục tiêu gì để đi, đi trong Châu Tây Sơn bát ngát mà không có lấy một tấm bản đồ thì rất nguy hiểm. Cô và bọn thị nữ xuất thân từ hang Ma Vương, khí tức trên người chứa đựng khí M sát, là ma đạo trong mắt tu sĩ Sơn Hải Giới, cũng sẽ chẳng có kết cục tốt là bao. Thứ ba, Vạn Vũ Đồng nhìn vào đôi mắt lạnh như băng của Dương Bách Xuyên, nàng ta sợ rằng bây giờ chỉ cần mình nói một chữ không thôi là Dương Bách Xuyên sẽ hạ độc thủ với mình ngay. Hôm nay, nàng ta không còn lựa chọn nào khác. Khi rơi vào tình cảnh nguy nan, Phượng Hoàng cũng trở nên hèn mặt hơn cả gà. Rõ ràng từ trước đến giờ nàng ta luôn là chủ nhân của Đoan Mộc Uyển Nhi, bây giờ chớp mắt đã phải bái tôi tớ ngày xưa làm chủ nhân. Sự đối lập này quá lớn khiến cho trong lòng Vạn Vũ Đồng khó mà chấp nhận nổi. Tuy nhiên, nàng ta không còn cách nào khác. Trong tình hình hiện tại, đối phương có ưu thế hơn nàng ta. Ai bảo hang thứ 35 của họ đã sụp sổ rồi chứ? Giờ đây, Vạn Vũ Đồng nàng ta chính là tù nhân, mà nghĩ lại thì nếu không được hai cha con Dương Bách Xuyên cứu giúp, bây giờ họ đã bị ma tôn luyện hóa thành một cái xác khô, chết từ đời nào rồi? Thôi, tôn những cường giả như Dương Bách Xuyên làm chủ nhân thì ít ra còn dễ sống hơn. Sống được thì ai lại muốn chết chứ? Nghĩ đến đây, Vạn Vũ Đồng tiến lên một bước, đi tới trước mặt Đoan Mộc Uyển Nhi. Quỳ hai gối xuống đất rồi dõng dạc nói, Vạn Vũ Đồng bái kiến chủ mẫu đại nhân. Nói xong, nàng ta quát lớn với bốn cô thị nữ, Xuân, Hạ, Thu, Đông, còn đứng ngây ra đó làm gì, sao còn chưa bái kiến chủ mẫu đại nhân hả? Bốn thị nữ biết điều, thấy Vạn Vũ Đồng đã dẫn đầu thì vội vàng quỳ mọp xuống trước chủ mẫu mà nàng ta bảo. Dương Bách Xuyên không hề để bụng tới kế khôn vặt Vạn Vũ Đồng mới nói. Nàng ta gọi mẫu thân là chủ mẫu mà không phải là chủ nhân, điều này đồng nghĩa với việc chủ nhân của Vạn Vũ Đồng là hắn chứ không phải mẫu thân. Dương Bách Xuyên không quan tâm đến chuyện này, vốn dĩ hắn muốn đả kích lòng tự tôn của Vạn Vũ Đồng để nàng ta nhìn nhận rõ hiện thực. Hơn nữa hắn cũng cực kỳ gai mắt chuyện mẫu thân từng làm tôi tớ cho Vạn Vũ Đồng, thế nên người nào đó họ Dương chỉ đơn giản là tìm tiếng nói về cho mẫu thân mà thôi. Chuyện này... Đoan Mộc Uyển Nhi không quen cho lắm, bà có phần bối rối trước bốn người Vạn Vũ Đồng đang quỳ. Vốn dĩ bà không phải người mưu mô, không biết làm sao với việc nhi tử đột nhiên xuất hiện, gây sức ép cho Vạn Vũ Đồng và bốn người kia. Dương Bách Xuyên biết mẫu thân mình có tấm lòng lương thiện, nhưng nếu đã bước vào con đường tu chân thì lúc nên cứng rắn phải cứng rắn, lòng tốt chính là cội nguồn của tai họa. Hôm nay mà không khiến bọn Vạn Vũ Đồng bỏ cái thói ngạo mạn đó đi. Không để bọn họ thấy rõ hiện thực thì không chừng sau này họ sẽ gây họa gì đó cho mẫu thân. Hít sâu một hơi, hắn bảo, người, hãy nhớ lấy, từ nay về sau người chỉ có thể là chủ nhân, bọn họ mà dám cả gan đối xử vô lễ với người thì chém không tha. Cuối cùng Dương Bách Xuyên vẫn chẳng thể thốt ra chữ mẹ. Xong, Dương Quốc Trung đang đứng bên cạnh thì thở phào nhẹ nhõm trong bụng, ông biết nhi tử dường như đã bắt đầu chấp nhận thê tử của ông rồi.
Từ việc trừng phạt thị nữ của Vạn Vũ Đồng, có thể thấy hắn đang bảo vệ mẫu thân mình. Dương Quốc Trung lặng lẽ kéo vạt áo của thê tử, thì thầm, Xuyên Nhi đã bắt đầu chấp nhận nàng rồi, nàng sang nói chuyện với nó đi, cơ hội tốt đấy. Đoan Mộc Uyển Nhi giật mình, nghe câu động viên của trượng phu, bà nghĩ lại thấy cũng đúng thật. Trong nhà chưa tỏ, ngoài ngõ đã tường, bây giờ nàng cũng thấy được con trai trừng phạt bọn thị nữ để bảo vệ mình, hai mắt đỏ hoe ngay. Bà đến Sơn Hải giới đã được mấy chục năm trời, không có ngày nào là bà không nhớ nhung con trai và con gái của mình, trong lòng cũng day dứt khôn xiết. Tiến lên một bước, lại gần Dương Bách Xuyên hơn, bà nói khẽ, Xuyên Nhi à, mẹ không mong con tha thứ cho mẹ nhưng mẹ vẫn muốn giải thích cho con hiểu. Khi xưa, lúc biết cha con mất tích, mẹ không chấp nhận sự thật nổi nên tìm đến ông ngoại con để nhờ ông ấy giúp đỡ, dẫn theo người chuẩn bị đến nơi cha con biến mất để lục soát. Lúc đi, mẹ không hề muốn bỏ con và San San lại đâu. Thật mà, mẹ thề với trời, mẹ chưa bao giờ. Nói đến đây, gương mặt Đoan Mộc Uyển Nhi đầm đìa nước mắt, nghẹn ngào. Ban đầu mẹ nghĩ cho dù chỉ nhìn một cái thôi cũng được, đến đó xem thế nào rồi trở về ngay, sau đó nuôi nấng con và San San nên người, xem như câu trả lời cho cha con. Nào ngờ, ngày đó cát bụi bỗng cuốn lên, lúc tỉnh lại mẹ đã đến một thế giới khác rồi. Sau đó mẹ mới biết nơi này là Sơn Hải giới. Mẹ thật sự không muốn bỏ các con ở lại đâu, mẹ thề, mẹ không ngờ. Trong mấy chục năm qua, không có một ngày nào mẹ không nhớ con và San San. Tại nơi này, mẹ đã từng nhiều lần chơi vơi trên lằn ranh sinh tử, nhưng đến tận giây phút cuối cùng, mẹ luôn khắc khoải trong tim rằng mẹ còn một đứa con trai và một đứa con gái nữa, cho dù phải chết thì mẹ vẫn muốn gặp hai đứa một lần trước khi nhắm mắt xuôi tay. Thế nên mẹ cố gắng sống đến tận bây giờ vì nhớ đứa con trai 4 tuổi và đứa con gái còn quấn tã của mẹ. Mẹ có lỗi với hai đứa. Con trai à, con có thể cho mẹ một cơ hội ôm con được không? Hức! Đoan Mộc Uyển Nhi khóc không thành tiếng, chẳng thể thốt nên lời. Dương Bách Xuyên cũng như vậy. Sau khi nghe được lời giải thích của mẫu thân, sự uất ức trong lòng hắn đã nguôi ngoai phần nào. Hắn ngẩng đầu lên để lộ gương mặt thấm đẫm nước mắt. Hắn mở miệng nhìn mẫu thân, cuối cùng vẫn cất lên một chữ mà hắn đã muốn gọi suốt mấy chục năm qua. Mẹ! Tại khu vực cấm phía nam, núi Giao Trì. Toàn bộ Tân Vân Môn răng đèn kết hoa, dòng người qua lại nô nức. Quá rõ ràng, đó là do cả Vân Môn đều chung vui cùng với môn chủ đại nhân sau khi môn chủ được đoàn tụ với gia đình nên mới có cảnh tượng này. Sau khi giải tỏa được khúc mắc trong lòng với mẫu thân, Dương Bách Xuyên trở về núi Giao Trì để tổ chức bữa tiệc linh đình này trong sự vui mừng từ tận đáy lòng. Từ nay về sau, hắn và muội muội Dương San San sẽ được ở bên cha mẹ rồi. Bây giờ có Vân Môn, có cha mẹ, có ông ngoại Đoan Mộc Hành Thiên, có thê tử, có con cái, có thể nói rằng cuộc sống của hắn đã trọn vẹn. 3 ngày sau tiệc rượu nhộn nhịp, Dương Bách Xuyên cần phải chuẩn bị cho công cuộc bế quan một thời gian dài. Nhưng trước khi bế quan, hắn ban thiện linh cho con trai Đoàn Đoàn và linh trùng nhân diện cho con gái Viên Viên. Cả hai đứa con hắn đều đã 4 tuổi, dù vậy hắn vẫn không yên tâm lắm nên sai thiện linh và trùng tử bảo vệ hai đứa con của mình. Còn phụ thân Dương Quốc Trung và mẫu thân Đoan Mộc Uyển Nhi của hắn thì chuẩn bị về trái đất một chuyến để làm đám dỗ bà nội. Đây là điều mà họ luôn nhung nhớ và cũng là nghĩa vụ của họ. Ngày thứ tư, Dương Bách Xuyên tự mình tiễn cha mẹ đi. Đường hai người họ dùng để về chính là nơi sau núi Kình Thiên Môn ngày đó. Sở dĩ tạo ra con đường này là để dẫn đường cho cha mẹ, nhân tiện truy lùng Kình Thiên Lão Tổ để thanh toán nợ nần năm xưa nên mới tạo ra trận pháp dẫn đến thác nước ngoài Hồ Hoàng Hà ở trái đất. Vân Môn phải nắm giữ con đường này, nếu không Dương Bách Xuyên sẽ chẳng thể nào yên tâm nổi. Đồng hành cùng họ có cả Mạnh Trường Thanh và Sư Tổ Dương Vấn Thiên. Kể ra thì sau hôm họ trở lại Vân Môn, Dương Bách Xuyên còn cố ý sai người đến tận Dương gia để thông báo với Mạnh Trường Thanh và Dương Vấn Thiên đang dưỡng thương tại đó. Hai người họ chờ mãi mà không được vào khu vực cấm của Nghiêm gia, bỏ lỡ mất một hang ma vương. May mà cả hai người họ đều không đi tiếp ứng trong lúc dưỡng thương. Sau đó, Dương Vấn Thiên lại đưa ra một quyết định khiến cho Dương Bách Xuyên mừng rỡ, lão và Mạnh Trường Thanh sẽ vào Vân Môn sống. Theo như lão nói thì lão muốn thảo luận trận pháp đạo với lão Mạnh. Dương Bách Xuyên tán thành hai tay hai chân với quyết định của lão. Dương Vấn Thiên là cao thủ phân thần cảnh,
thêm cả cao thủ cảnh giới phân thần cảnh là Mạnh Trường Thanh thì Tân Vân Môn sẽ có hai đại cường giả phân thần cảnh chấn giữ. Cho dù có kẻ biết Giao Long và hai đại yêu thú của sư phụ Hạ Lộ đã đi thì bây giờ Dương Bách Xuyên cũng không cần phải lo lắng nữa. Có trận pháp diễn sinh khổng lồ và hùng mạnh, có hai đại cao thủ phân thần cảnh là Mạnh Trường Thanh và Dương Vấn Thiên chấn thủ, cho dù Túc lão thứ ba của Điện Mạo Hiểm Viên Thiên Cương đến tận nơi thì cũng không lo không đánh lại. Tân Vân Môn nghiễm nhiên trở thành một phe thế lực ở Châu Tây Sơn, hơn nữa còn là thế lực có cao thủ tọa chấn. Khoan nói đến Mạnh Trường Thanh và Dương Vấn Thiên, đừng nhìn hai cha con họ chỉ là cao thủ xuất khiếu cảnh đại viên mãn mà coi thường, nói bọn họ có thể đánh tay đôi với phân thần cảnh cũng không ngoa. Phụ thân hắn tu luyện huyết trận, thực lực phi phàm, còn bản thân hắn thì khỏi cần phải nói. Kể từ khi bước vào xuất khiếu cảnh đại viên mãn, hắn đã có sức mạnh tiêu diệt phân thân của cường giả phân thần cảnh sơ kỳ rồi. Tu vi của các đệ tử Vân Môn cũng nhanh chóng tăng lên dưới sự hỗ trợ của đan dược. Tất cả đều đang hướng tới một tương lai tốt đẹp hơn. Có một triển vọng khiến Dương Bách Xuyên ngạc nhiên là, hắn phát hiện rằng hễ đệ tử nào từ trái đất đến Vân Môn ở Sơn Hải Giới thì có vẻ tu luyện nhanh hơn người bản địa ở Sơn Hải Giới. Sau này ngẫm lại, hắn nghĩ đó là do sự chênh lệch về linh khí trời đất giữa Sơn Hải Giới và không gian ở trái đất. Linh khí trời đất ở trái đất vốn dĩ đã ít ỏi nên một khi tiến vào Sơn Hải Giới sẽ như cá gặp nước. Lại thêm mọi người đều khắc khổ tu luyện, thế là mỗi ngày đều có đệ tử trong môn đột phá. Dương Bách Xuyên vô cùng mừng rỡ về điều này, hắn tin rằng qua một thời gian nữa, Vân Môn nhất định sẽ đưa tên tuổi đi khắp Châu Tây Sơn, thậm chí là khắp Sơn Hải Giới. Trong lần đưa cha mẹ rời khỏi Sơn Hải Giới để đến trái đất này, Dương Bách Xuyên dự định sẽ xây một truyền tống trận sau núi Kình Thiên Môn. Mạnh Trường Thanh và Dương Vấn Thiên sẽ là người bố trí trận pháp, từ đó hoàn toàn đưa nó dưới quyền kiểm soát của Vân Môn. Năm ngày sau, nhóm bốn người rời khỏi Châu Tây Sơn, đến cột mốc đánh dấu ranh giới sa mạc, nơi mà tại đó Dương Bách Xuyên từng bị Kình Thiên Môn lão tổ ép vào Châu Tây Sơn khi xưa. Bốn năm trôi qua, có một điều làm Dương Bách Xuyên bất ngờ là người của Kình Thiên Môn vẫn còn đang trông coi ở bên ngoài cột mốc ranh giới. Đến khi đi ra, hắn nhận ra lượng nhân lực canh giữ tại đây cực kỳ ít ỏi, chỉ có bốn đệ tử Nguyên Anh kỳ mà thôi. Dương Bách Xuyên chỉ cần phất tay một cái đã chế ngự được bốn kẻ nọ, hỏi thăm về tung tích của lão tổ Kình Thiên Môn mới biết lão già chết bầm đó đã rời đi sau 3 tháng hắn vào Châu Tây Sơn, chỉ để lại bốn đệ tử trông nom từ đó đến nay, nếu như Dương Bách Xuyên đi ra thì phải truyền tin cho lão ngay lập tức. Sau khi giải quyết bốn người một cách dễ dàng, Dương Bách Xuyên gầm lên một tiếng rồi dẫn đầu bay về phía Kình Thiên Môn. Hôm nay vẫn chưa muộn để hắn giải quyết chuyện còn dang dở năm nào. Rời khỏi sa mạc Châu Tây Sơn, cơn gió lốc không đâu không có cũng chẳng còn, nhóm 5 người của Dương Bách Xuyên mất vỏn vẹn 3 tiếng để đến sơn môn của Kình Thiên Môn. Lần này đã có 2 cao thủ trận pháp nổi tiếng Mạnh Trường Thanh và Dương Vấn Thiên lo phần phá hủy đại trận hộ sơn của Kình Thiên Môn nên không cần tấn công dữ dội làm gì. Dưới sự liên thủ của trận tiên và trận ma, đại trận của Kình Thiên Môn đã bị phá vỡ trong vòng chưa đến 10 phút. Ngay lúc Dương Bách Xuyên chuẩn bị xông vào, phụ thân Dương Quốc Trung lên tiếng, Xuyên Nhi, để người cha này làm gì đó cho con đi. Dương Quốc Trung đã nghe con trai kể rằng Kình Thiên Môn chính là tông môn từng chèn ép con mình, lúc này ông ngỏ ý muốn đi giết Kình Thiên Lão Tổ để làm được gì đó cho con trai mình. Dương Bách Xuyên sửng sốt, trong lòng vô cùng cảm động. Hắn hiểu ý của phụ thân, mỉm cười gật đầu đồng ý. Dẫu sao lão tổ của Kình Thiên Môn cũng là xuất khiếu cảnh đại viên mãn, ngang bằng với phụ thân hắn về mặt cảnh giới, nhưng xét về thực chiến thì lão tổ Kình Thiên Môn không phải đối thủ của một Dương Quốc Trung đang tu luyện huyết trận. Nửa tiếng sau, Dương Quốc Trung đi ra khỏi Kình Thiên Môn với một cái đầu trên tay. Dương Bách Xuyên vừa nhìn đã nhận ra đó là lão tổ Kình Thiên Môn từng đuổi bắt hắn như chó nhà có tang khi xưa. Mặc dù hắn không đi vào nhưng cũng thừa biết từ nay về sau trên đời sẽ không còn tông môn Kình Thiên Môn này nữa. Vốn dĩ năm xưa cao thủ trong Kình Thiên Môn đã bị hắn trừ khử non nửa, chỉ còn mỗi lão tổ Kình Thiên Môn là xuất khiếu cảnh đại viên mãn. Giờ đây, người phụ thân tu luyện huyết trận của hắn giết đến tận cửa, tiêu diệt tàn dư còn lại. Đến đây, Kình Thiên Môn đã bị xóa sổ, biến mất khỏi dòng lịch sử. Dương Bách Xuyên không hề có ý định nương tay. Bởi lẽ hắn biết rằng tại Sơn Hải Giới, tại cái thế giới tu chân này, hắn mà nhân từ thì kẻ phải chết sẽ là bản thân hắn.
Huống chi, kể từ trận đại náo thành Yêu Quang, ba đại tông môn Kình Thiên Môn, Linh Sơn Cốc và M Dương Tông đã trở thành kẻ thù không đội trời chung với hắn, luôn muốn giết hắn một vạn lần cho thỏa mối hận. Kình Thiên Môn của bây giờ chỉ là bước đầu tiên, về hai phe Linh Sơn Cốc và M Dương Tông sau này, hắn sẽ cho đệ tử Vân Môn ra tay, trở thành đá mài đao để đưa tên tuổi Vân Môn đi xa trên Sơn Hải giới. Giải quyết Kình Thiên Môn xong, Dương Bách Xuyên dẫn những người còn lại đến truyền tống trận sau núi Kình Thiên Môn, sau đó bảo Mạnh Trường Thanh và Dương Vấn Thiên bố trí trận pháp nhằm ẩn nấp truyền tống trận kết nối với trái đất này. Hai đại sư trận pháp dành trọn 3 ngày, cuối cùng cũng thành công bố trí một trận pháp không chê vào đâu được, toàn bộ truyền tống trận đã biến mất tăm. Dương Vấn Thiên cười một cách hãnh diện, từ nay về sau, khi truyền tống về từ một bên khác thì có thể đến thẳng khu vực cấm phía nam của Châu Tây Sơn. Nơi này sẽ kết nối với Tân Vân Môn. Chờ các ngươi đi rồi, lão phu sẽ ẩn nấp triệt để nơi này để sau này khỏi phải gì nữa. Đa tạ sư phụ, Dương Quốc Trung cảm ơn. Nghe vậy, Dương Bách Xuyên thầm hoan hô sư tổ Dương Vấn Thiên của mình. Không thể không công nhận rằng Dương Vấn Thiên là người am hiểu về không gian truyền tống nhất Sơn Hải giới. Sau đó, đôi phu phụ Dương Quốc Trung tiến vào trận pháp, biến mất. Dương Bách Xuyên không trở về. Hắn có rất nhiều chuyện phải làm tại Sơn Hải giới. Trước khi đi cha mẹ cũng đã tiết lộ với hắn về trận pháp liên kết với hồn ngọa Ngưu ở thành Đại Tần, thế nhưng hai người không đề nghị họ sử dụng trở lại. Trung Quy cũng chẳng biết trận pháp ở thành Đại Tần đó kết nối với nơi nào ở Sơn Hải giới, chỉ có thể làm biện pháp dự phòng mà thôi. Chấm chấm chấm. Ngày thứ 10, ba người Dương Bách Xuyên và Mạnh Trường Thanh, Dương Vấn Thiên trở về núi Giao Trì. Lục Tuyết Hy vừa về đã hớt ha hớt hải chạy tới lại, dẫn theo cả một người đi cùng, đó là bạn cùng lớp cũ Ngụy Nương. Về Ngụy Nương, kể từ khi tới đây, Dương Bách Xuyên nghe nói y liên tục bế quan tu luyện nên mấy năm nay cũng không để ý tới y, hôm nay mà không gặp Ngụy Nương thì khéo hắn quên mất sự tồn tại của y rồi cũng nên. Môn chủ, có biến cố lớn tại Vương Thành mạo hiểm ạ. Lục Tuyết Hy vừa đi tới đã báo cáo. Chuyện gì vậy? Nét mặt của Dương Bách Xuyên cũng trở nên nặng nề. Khu vực cấm phía nam vốn là địa bàn của Vương quốc Mạo Hiểm thời xưa, có điều sau khi Vương quốc Mạo Hiểm bị diệt vong, nơi này đã trở thành địa bàn của ba đại yêu tu thanh sắc giao long của sư phụ Hạ Lộ. Suy cho cùng cũng do nơi đây quá gần Vương Thành Mạo Hiểm ngày nay. Vương Thành Mạo Hiểm gặp biến cố ắt sẽ ảnh hưởng tới đây, bởi vậy mà Dương Bách Xuyên đã từng dặn dò Lục Tuyết Hy rằng phải âm thầm phái người quan sát động thái ở Vương Thành Mạo Hiểm. Hắn thừa biết ba thế lực Trịnh gia nơi Trịnh Bân Bân đang ở, Túc lão thứ ba Viên Thiên Cương và Túc lão thứ 9 đã hình thành thế chân vạc tại Vương Thành Mạo Hiểm, sớm muộn gì chiến tranh cũng nổ ra. Nhìn tình hình có vẻ ba thế lực cầm đầu Điện Mạo Hiểm đã bắt đầu ra tay với nhau rồi. Ngươi nói đi, Lục Tuyết Hy nhìn Ngụy Nương, bảo. Mấy năm không gặp, giờ đây Ngụy Nương đã tu luyện đến tu vi xuất khiếu cảnh. Xem ra ban đầu sư phụ đã không sai khi bảo hắn đưa M Dương công nức tiếng gần xa trên tu chân giới cho Ngụy Nương tu luyện, Dương Bách Xuyên thầm nghĩ. Từ sau khi Ngụy Nương tu luyện M Dương công, y càng trở nên yêu mị hơn, hiện tại cách ăn mặc trang điểm của y trông giống như một nữ tử yêu mị. Nếu không biết lai lịch của Ngụy Nương, chắc chắn sẽ tưởng y là một yêu nữ xinh đẹp. Ngụy Nương cười yêu mị tiến lên, ngón tay tạo thành hình hoa lan. Dịu dàng ma mị nói, nhóc Xuyên, cái đồ không có lương tâm nhà ngươi, mấy năm trời không gặp nhau, khiến người ta nhớ nhung ghê vậy đó. Dương Bách Xuyên đen mặt, toàn thân nổi da gà, ngay sau đó giận dữ nói, tiên sư cha nhà ngươi, nói tiếng người, nói ý chính. Hức, đáng ghét, Ngụy Nương trợn trắng mắt, nhưng nhìn thấy Dương Bách Xuyên đen mặt, y cũng không dám chọc Dương Bách Xuyên nữa. Y vuốt mái tóc dài nói, 10 ngày trước sau khi người ta xuất quan. Cảm thấy vô cùng nhàm chán và cô đơn. Nói ý chính đi, nếu lại tiếp tục tỉa tót câu chữ nữa, có tin ta đánh chết ngươi không? Dương Bách Xuyên hận đến ngứa răng. Thôi được rồi, ý chính ở đây là hôm nay ba thế lực lớn của Điện Mạo Hiểm đánh nhau rồi, nghe nói là Túc lão thứ ba và Túc lão thứ 9 của Điện Mạo Hiểm liên thủ tấn công Túc lão thứ nhất Trịnh Diêm Vương. Toàn bộ Vương Thành Mạo Hiểm đang chìm trong một mớ hỗn độn, ta đi ra ngoài giải sầu. Cũng nhận lời nhắn từ Lục Hộ Pháp thực hiện nhiệm vụ dò la tin tức trong Vương Thành Mạo Hiểm, xong cái chạy nhanh tới báo tin nè. Cuối cùng thì Ngụy Nương cũng nói một cách bình thường. Nhưng Dương Bách Xuyên lại đứng ngồi không yên,
ba thế lực lớn của Điện Mạo Hiểm đấu đá, hai nhà khác hiệp lực tấn công Trịnh gia nơi Trịnh Nho Nhã đang ở, hiển nhiên Trịnh gia sẽ có hại, mấu chốt là hắn và Trịnh Nho Nhã lại là bạn. Hắn không thể ngồi yên lờ đi được, mặt khác, Viên Thiên Cương còn có thủ oán với hắn nữa, Túc Lão thứ 9 cũng không phải thứ gì tốt lành, Tiền Bất Hoán chính là phe phái của Túc Lão thứ 9. Vậy thì hắn càng cần phải đến hỗ trợ Trịnh Nho Nhã, nhân cơ hội giết chết lão giả Viên Thiên Cương ấy, một công đôi việc. Hiện giờ hắn có sự tự tin này. Hơn nữa Tân Vân Môn còn có hai vị cao thủ phân thân cảnh, tới Vương Thành mạo hiểm chen một chân thì có gì mà không thể. Từ sau khi cùng trở lại Vương Thành mạo hiểm với Trịnh Nho Nhã, hắn cũng không gặp lại Trịnh Nho Nhã nữa, nghĩ chắc cũng liên quan đến việc luyện hóa phân thân thuần dương của gia gia nàng Trịnh Diêm Vương. Hôm nay truyền đến tin ba thế lực lớn của Điện Mạo Hiểm đã nổ ra trận chiến, chỉ có hai khả năng, một là Trịnh Diêm Vương đã luyện hóa phân thân thuần dương thành công nên mới ra tay với hai nhà khác, hai là hai nhà kia nghe phong thanh chuyện này nên đã hợp lực tấn công Trịnh gia. Dù sao đi nữa, cuối cùng ba thế lực lớn của Điện Mạo Hiểm cũng xé rách mặt ra tay với nhau, Vương Thành Mạo Hiểm sắp thay đổi rồi. Dương Bách Xuyên đến tìm Mạnh Trường Thanh và Dương Vấn Thiên rồi vội vã chạy tới Vương Thành Mạo Hiểm. Hắn muốn trợ giúp Trịnh Nho Nhã, đương nhiên đây là một phần thôi, chủ yếu là tìm cơ hội xem thử có thể tiêu diệt lão giả Viên Thiên Cương chết tiệt ấy hay không, đến lúc đó hắn sẽ không còn kẻ thù nào ở Châu Tây Sơn nữa. Giúp Trịnh gia của Trịnh Nho Nhã chính là đang tự giúp mình, điều này rất có lợi. Trên đường đi, Dương Vấn Thiên trầm ngâm nói, Trịnh gia trong Điện Mạo Hiểm là chính tông, nhưng Viên Thiên Cương lại là một kẻ đa mưu túc trí, có rất nhiều thủ đoạn, giỏi về mưu kế. Kể ra là một người không dễ đối phó. Lão già đó từng bị thương nặng, từ trận chiến tại khu vực cấm phía nam lần trước tới giờ mới qua hơn 4 năm thôi, có lẽ ông ta vẫn còn vết thương ngầm. Dương Bách Xuyên nghĩ rằng Viên Thiên Cương bị sư phụ của Hạ Lộ đánh trọng thương thì ít nhất cũng phải mất 10 năm mới có thể hồi phục hoàn toàn, vì vậy hắn mạnh dạn nói ra, cũng là để cổ vũ tinh thần cho Dương Vấn Thiên và Mạnh Trường Thanh. Hai người nghe kể vậy thì gật đầu. Hai người cũng từng nghe về chuyện giữa Viên Thiên Cương và Dương Bách Xuyên. Nếu Viên Thiên Cương đã bị sư phụ Giao Long của Hạ Lộ đánh trọng thương, phải mất 10 năm mới có thể hồi phục hoàn toàn, vậy không quá đáng ngại. So với Giao Long của khu vực cấm phía nam, Viên Thiên Cương vẫn còn kém xa. Chuyến đi đến Vương Thành Mạo Hiểm lần này là một cơ hội cho Dương Bách Xuyên. Cơ hội này không chỉ đơn giản là trợ giúp Trịnh Nho Nhã mà còn là để giúp chính hắn tiêu diệt kẻ thù là Viên Thiên Cương. Sau khi để Trịnh gia khống chế Vương Thành Mạo Hiểm, các đệ tử của Vân Môn tại khu vực cấm phía nam mới có thể liên hệ với Vương Thành Mạo Hiểm, cũng có thể đạt thành một thỏa thuận chung với Vương Thành Mạo Hiểm. Dương Bách Xuyên đã phải bỏ ra một cái giá khá đắt để nhờ Mạnh Trường Thanh và sư công Dương Vấn Thiên sửa chữa đại trận truyền tống của khu vực cấm phía nam, đương nhiên hắn cũng phải nghĩ cách để đại trận truyền tống vận hành trở lại. Mà Vương Thành Mạo Hiểm là thành chỉ có mật độ dân cư đông nhất tại Châu Tây Sơn. Toàn bộ mạo hiểm khách của Sơn Hải giới gần như đều tập trung tại đó. Nếu Trịnh gia có thể khống chế Điện Mạo Hiểm, hàng trăm vạn mạo hiểm khách của Vương Thành Mạo Hiểm đều sẽ nghe theo mệnh lệnh của Trịnh gia. Đến lúc đó dựa vào quan hệ giữa hắn và Trịnh Nho Nhã, Vương Thành Mạo Hiểm và Vân Môn thành lập quan hệ đồng minh, lệnh cho mạo hiểm khách sử dụng đại trận truyền tống của Vân Môn, từ đó sẽ mang lại một bút lợi nhuận khổng lồ. Hơn nữa sau này Vân Môn sẽ là tông môn duy nhất tại Châu Tây Sơn. Vì vậy cuộc chiến giữa ba thế lực lớn của Điện Mạo Hiểm, Dương Bách Xuyên cần phải đi chen một chân. Dựa theo phỏng đoán của hắn, gia gia của Trịnh Nho Nhã Trịnh Diêm Vương chưa chắc sẽ là đối thủ của Túc Lão thứ 3 và Túc Lão thứ 9. Mặc dù Trịnh gia đã lấy được một phân thân thuần dương do tổ tiên Mạo Hiểm Vương để lại, nhưng vẫn chưa chắc có thể đối phó được với hai đại cao thủ phân thần cảnh. Chưa kể các Túc Lão khác của Điện Mạo Hiểm cũng có chỗ dựa của riêng mình, không phải tất cả đều là người của Trịnh gia. Sau khi ba người họ đến Vương Thành Mạo Hiểm, nhìn từ xa cũng thấy được toàn bộ Vương Thành Mạo Hiểm chìm trong làn khói đặc cuồn cuộn, chém giết rung trời. Một mớ hỗn độn, Mạnh Trường Thanh nói thầm một câu. Đi, chúng ta đi thẳng đến Điện Mạo Hiểm, không cần quá để ý đến chuyện trong thành. Dương Bách Xuyên vừa dứt lời, lập tức hóa thành một luồng sáng biến mất tại chỗ. Cục diện hỗn loạn trong thành hiển nhiên là do binh tướng dưới trướng ba thế lực lớn của Điện Mạo Hiểm đang chém giết lẫn nhau gây nên. Năm đó Trịnh Nho Nhã từng nói với hắn, ba thế lực lớn của Điện Mạo Hiểm đều nắm trong tay một chút lực lượng,
binh tướng trong vương thành chính là một trong số đó. Khi ba người họ đi tới điện mạo hiểm, từ xa Dương Bách Xuyên đã trông thấy có ba bóng người đang chiến đấu với nhau ở trên bầu trời. Hắn không chút do dự phi người bay lên, lao tới gần ba người đó trong nháy mắt. Nhìn quanh chỉ thấy trong ba người thì có hai người là người quen cũ. Gia gia của Trịnh Nho Nhã Trịnh Diêm Vương cũng có mặt, nhưng lúc này Trịnh Diêm Vương lại lấy một địch hai. Một trong hai đối thủ chính là Viên Thiên Cương, còn người kia lại là một lão giả mặc một bộ cẩm y hoa lệ. Không cần hỏi cũng biết đó là Túc lão thứ 9 người đứng sau lưng Tiền Bất Hoán, mà Tiền Bất Hoán đã bị hắn giết chết. Vậy tính ra, hiện tại hắn chính là kẻ thù của Túc lão thứ 3 Viên Thiên Cương và Túc lão thứ 9 Tiền Bất Nhẫn. Trên không trung, thiên địa linh khí tỏa ra từ cơ thể của ba cao thủ phân thân cảnh ngập tràn hơi thở cực kỳ cuồng bạo. Nhưng mà Dương Bách Xuyên lại phát hiện trong ba người này chỉ có Viên Thiên Cương là bản tôn, Trịnh Diêm Vương và Tiền Bất Nhẫn đều dùng thuật phân thân để chiến đấu. Hắn ngây ra một chút, lại chợt nhớ 4 năm trước Viên Thiên Cương ép hắn tiến vào khu vực cấm phía nam, sau đó sư phụ của Hạ Lộ Thanh Sắc Giao Long đã ra tay tiêu diệt một phân thân của Viên Thiên Cương, còn nói trong vòng 10 năm Viên Thiên Cương sẽ không dám xâm chiếm khu vực cấm phía nam, vết thương này đủ để khiến ông ta phải tĩnh dưỡng 10 năm. Hiện giờ có vẻ như lão già Viên Thiên Cương chết tiệt ấy chỉ có một phân thân thôi thì phải, sau khi bị sư phụ Hạ Lộ giết chết, ông ta chỉ có thể mang bản tôn đến tham chiến, hơn nữa rất có khả năng bản tôn vẫn đang bị thương. Nếu có hai người trong số họ đang dùng phân thân để chiến đấu, vậy bản tôn sẽ ở cách đây không xa. Hắn mới vừa nghĩ như vậy, trong tai chợt vang vọng một tiếng động rung trời. Dương Bách Xuyên quay đầu nhìn lại, cách chỗ hắn vài trăm thước. Tiếng nổ lớn phát ra từ một tòa cung điện, bên trong bùng nổ năng lượng xông thẳng lên trên trời. Có vẻ như tòa cung điện kia chính là thần điện của điện mạo hiểm rồi, Trịnh Nho Nhã từng nói với hắn, chỉ là xưa nay hắn chưa từng đến trung tâm của điện mạo hiểm. Ngoại trừ Viên Thiên Cương ra, bản tôn của Trịnh Diêm Vương và Túc lão thứ 9 Tiền Bất Nhẫn chắc là đang ở thần điện. Lão Mạnh, các ngươi đi giúp Trịnh Diêm Vương đi, ta vào thần điện xem thử. Dương Bách Xuyên nhắn với Mạnh Trường Thanh và Dương Vấn Thiên rằng mình phải tới thần điện một chuyến. Hắn đang lo lắng cho an nguy của Trịnh Nho Nhã, Trịnh Nho Nhã là người bạn đầu tiên mà hắn quen ở nơi này nên hắn không muốn nàng sẽ xảy ra chuyện. Một Viên Thiên Cương và một phân thân của Túc lão thứ 9 Tiền Bất Nhẫn, để Mạnh Trường Thanh và Dương Vấn Thiên ra tay thì chắc là không quá khó đâu. Quỳnh! A! À. Hắn vừa mới nói xong. Phía chân trời chợt truyền đến tiếng hét thảm của Trịnh Diêm Vương. Chỉ trong chớp mắt, phân thân của Trịnh Diêm Vương bị Viên Thiên Cương và phân thân của Tiền Bất Nhẫn kết hợp giết chết. Hay, cuối cùng vẫn chậm một bước, Dương Bách Xuyên thở dài một tiếng, cũng may là chỉ một phân thân của Trịnh Diêm Vương chết mà thôi. Dương Bách Xuyên khẽ động tâm thần, vèo một cái bay về phía Viên Thiên Cương. Mạnh Trường Thanh và Dương Vấn Thiên theo sát trái phải. Ngay sau đó Viên Thiên Cương và phân thân của Túc lão thứ 9 cũng phát hiện ba người Dương Bách Xuyên đã đến. Hai bên nhìn nhau, đều lộ ra vẻ mặt nghiêm trọng. Giờ phút này, ba người Dương Bách Xuyên nhìn thấy Viên Thiên Cương cầm một cây trường thương màu bạc trong tay, hơi thở tỏa ra khiến Dương Bách Xuyên cảm thấy hơi bất an, thầm nghĩ cây trường thương trong tay lão già này thật quỷ dị, bảo sao ông ta lại có thể chém chết phân thân của Trịnh Diêm Vương. Mà sau khi Viên Thiên Cương nhìn thấy Dương Bách Xuyên, ánh mắt ông ta trở nên ác độc nhưng lại có chút kiêng kỵ nhìn về phía Mạnh Trường Thanh và Dương Vấn Thiên ở bên cạnh Dương Bách Xuyên, hai người bọn họ đều là tu vi phân thần cảnh. Tuy rằng sắc mặt đã trở nên nghiêm trọng nhưng Viên Thiên Cương lại hừ lạnh một tiếng, nói với Tiền Bất Nhẫn, lão cửu, ông đến thần điện giết Trịnh Diêm Vương đi, nhất định phải xông vào thần điện ngăn cản Trịnh Nho Nhã luyện hóa phân thân thuần Dương, còn ba người bọn họ, ta sẽ phụ trách. Dương Bách Xuyên nghe giọng điệu của Viên Thiên Cương thì hình như ông ta rất có lòng tin rằng mình có thể xử lý được ba người bọn họ. Hắn cảm nhận được trường thương trong tay lão già chết tiệt ấy, không nhịn được nói thầm, là pháp khí gì vậy? Đúng lúc này Dương Vấn Thiên đột nhiên mở miệng nói, Thương La Hầu truy hồn. Thương La Hầu truy hồn. Dương Bách Xuyên có chút hoang mang, nhưng thấy sắc mặt của Dương Vấn Thiên thì hình như Thương La Hầu truy hồn trong tay Viên Thiên Cương vô cùng ghê gớm. Sư tôn, có lai lịch gì? Dương Bách Xuyên hỏi. Ánh mắt Dương Bách Xuyên nhìn chòng chọc vào Thương La Hầu trong tay Viên Thiên Cương nói, có lai lịch lớn, nghe đồn trong thời đại mạo hiểm vương,
Điện Mạo Hiểm có thập đại thần thánh vệ, ai cũng là cao thủ hàng đầu trên thế gian, trong tay mỗi người đều có bảo vật quý giá, Thương La Hầu truy hồn đứng thứ ba. Thế nhưng thập đại thần thánh vệ cũng biến mất theo Mạo Hiểm Vương, cùng biến mất tất nhiên còn có pháp bảo của bọn họ. Bây giờ xem ra Thương La Hầu truy hồn không biến mất, hay nói cách khác là được tìm về. Danh tiếng của La Hầu chính là sự tồn tại như ma quỷ trong địa ngục, lấy mạng truy hồn. Trong truyền thuyết Thương La Hầu truy hồn có thuộc tính đó, một thương uy lực vô cùng, đáng sợ nhất chính là có thể làm bị thương tới nguyên thần, phân thân của Trịnh Diêm Vương bị trảm không tính là oan uổng. Trong khi Dương Vấn Thiên nói chuyện tràn đầy vẻ đề phòng. Lúc này Viên Thiên Cương ở đối diện cũng mở miệng, ông là ai? Có thể biết Thương La Hầu, xem ra ông cũng có mối quan hệ với Vương quốc Mạo Hiểm. Nói đến đây, Viên Thiên Cương dừng một chút nhìn về phía Dương Bách Xuyên nói, có điều, trông hai vị đạo hữu lạ mặt. Ngược lại là tiểu tặc Dương Bách Xuyên này vậy mà còn dám đến Điện Mạo Hiểm, cũng tiện thể hôm nay lão phu chấm dứt ngươi. Viên Thiên Cương tràn đầy tàn nhẫn, trong đầu không khỏi nghĩ tới 4 năm trước ở vùng cấm khu phía Nam vì đuổi giết Dương Bách Xuyên mà bị thanh sắc giao long giết phân thân, sát ý toàn thân không ngừng bùng nổ. 4 năm trước giao long không những giết một cái phân thân mà khó khăn lắm ông ta mới tu luyện ra được, còn làm bản thể trọng thương, vốn dĩ cần 10 năm để khôi phục thương thế, thế nhưng trời cao quan tâm Viên Thiên Cương ông ta, chẳng những để ông ta tìm được chí bảo tổ tiên Thương La Hầu mà còn khôi phục thương thế. Sau khi xuất quan, tai mắt mà Viên Thiên Cương sắp xếp bên cạnh Trịnh Diêm Vương báo cho ông ta hai tin tức hãi hùng khiếp vía, Trịnh gia vậy mà tìm được một phân thân thuần dương do Mạo Hiểm Vương lưu lại. Tổ tiên của Viên Thiên Cương ông ta là thân vệ của Mạo Hiểm Vương, hiểu phân thân thuần dương của Mạo Hiểm Vương có nghĩa là gì hơn ai hết. Đó không chỉ là một phân thân đơn giản như vậy, đáng sợ hơn chính là tai mắt truyền tin nói Trịnh Diêm Vương không đích thân luyện hóa phân thân thuần dương mà là để cháu gái Trịnh Bân Bân luyện hóa. Nói là huyết mạch của Trịnh Bân Bân vô cùng phù hợp với huyết mạch của Mạo Hiểm Vương, nếu như có thể luyện hóa phân thân thuần dương thì có thể khống chế 100% uy lực của phân thân thuần dương. Phân thân thuần dương này là do Mạo Hiểm Vương dùng chí bảo trong trời đất luyện hóa mà thành, không phải là phân thân dùng tinh huyết chân nguyên ngưng tụ ra như phân thần cảnh bọn họ, mang theo thuộc tính vô cùng mạnh, đáng sợ hơn là mang theo ý chí của Mạo Hiểm Vương. Một chi Trịnh Bân Bân luyện hóa xong sẽ có thực lực thế nào? Ngay cả Viên Thiên Cương ông ta cũng không nói được, vì vậy Viên Thiên Cương sốt ruột, tìm Túc Lão thứ 9 Tiền Bất Nhẫn tới thông báo, cùng nhau đối phó Trịnh Diêm Vương, ngăn cản Trịnh Bân Bân luyện hóa phân thân thuần dương, thậm chí là cướp lấy. Trước mắt Trịnh Bân Bân đang ở trong thần điện, chỉ là lúc đến bọn họ bị Trịnh Diêm Vương ngăn bên ngoài cửa điện, bây giờ giết chết một phân thân của Trịnh Diêm Vương, chỉ cần giết bản thể của Trịnh Diêm Vương, ngắt ngang quá trình Trịnh Bân Bân luyện hóa phân thân thuần dương là có thể ngăn cản. Nếu không ngăn cản, đợi Trịnh Bân Bân hoàn toàn luyện hóa phân thân thuần dương, đến lúc đó Trịnh Diêm Vương sẽ quay lại giải quyết ông ta và Tiền Bất Nhẫn. Ba thế lực lớn của Điện Mạo Hiểm tranh đấu gay gắt kết thù kết oán đã sâu, sớm muộn cũng sẽ có một ngày như vậy, Viên Thiên Cương và Tiền Bất Nhẫn liều mạng. Vốn cho là sau khi ông ta tìm được một món chí bảo của tổ tiên Thương La Hầu truy hồn thì có thể nuốt hai phe Trịnh Diêm Vương và Tiền Bất Nhẫn, thống nhất Điện Mạo Hiểm, hiệu lệnh Vương Thành Mạo Hiểm. Bây giờ mới biết Viên Thiên Cương ông ta có thể tìm được Thương La Hầu truy hồn của tổ tiên thì Trịnh Diêm Vương người ta cũng có thể tìm phân thân thuần dương của tổ tiên. Thậm chí Tiền Bất Nhẫn có tìm được món chí bảo nào của tổ tiên hay không, ông ta còn không chắc. Có điều có một việc Viên Thiên Cương có thể khẳng định, Mạo Hiểm Vương và Thập Đại Thần Thánh Vệ biến mất, tất nhiên để lại manh mối ở tất cả gia đô, giống như Thương La Hầu truy hồn trong tay Viên Thiên Cương ông ta. Chính là dựa vào manh mối tổ tiên lưu lại tìm được ở sâu trong châu Tây Sơn, nào phải di tích Vương Triều Sơn Hải Vương Triều thần thoại cổ xưa. Tất cả đều nằm trong kế hoạch của Viên Thiên Cương ông ta, cuối cùng ông ta mới hát hiện không phải. Lúc nào vào thời điểm mấu chốt cũng có thiêu thân nhảy ra. Cũng giống như hiện tại xuất hiện Dương Bách Xuyên, 4 năm trước ông ta cũng vì tên sao chổi này mà bị thanh sắc giao long diệt phân thân. Mấy ngày nay ở thời điểm mấu chốt hắn lại xuất hiện. Xuất hiện thì xuất hiện đi, bên cạnh còn dẫn theo hai cao thủ phân thân cảnh sơ kỳ, hiển nhiên là muốn phá hỏng chuyện tốt của ông ta. Có điều nhìn Thương La Hầu truy hồn trong tay mình, lòng tin của Viên Thiên Cương lại lớn mạnh, cùng cấp bậc cảnh giới nhưng trong tay ông ta có Thương La Hầu truy hồn, Viên Thiên Cương ông ta không sợ bất kỳ kẻ nào.
Nghe Dương Vấn Thiên kể ra lai lịch của Thương La Hầu từng chút một, Viên Thiên Cương có chút kinh ngạc không thôi mà hỏi. Mà Dương Vấn Thiên thì cười hì hì nói, tổ tiên chính là thần thánh vệ ngoài sáng do Mạo Hiểm Vương lập ra, nói tới thì mọi người vốn dĩ cùng một gốc, biết Thương La Hầu truy hồn trong tay ông rất kỳ lạ sao. Mặt Viên Thiên Cương lập tức biến sắc, dư nghiệt ổ thổ phỉ. Dương Vấn Thiên sầm mặt lại nói, thối lắm, Vương quốc Mạo Hiểm được thành lập, tổ tiên bọn ta cũng đi theo Mạo Hiểm Vương, bọn ta mới là người Châu Tây Sơn bản địa, Mạo Hiểm Vương lập ra ám thần thánh nhị vệ, chỉ vì bọn ta là minh vệ, sau khi Mạo Hiểm Vương biến mất thì bị ám vệ các ngươi dán mát thổ phỉ sao. Hôm nay vừa khéo lão phu đòi một lời giải thích. Kỳ thật đều là người của Vương quốc Mạo Hiểm cổ xưa, đều do Mạo Hiểm Vương lập ra. Chỉ là một mạch ổ thổ phỉ của Dương Vấn Thiên là thần thánh vệ ngoài sáng, là hai hệ thống với ám vệ như Viên Thiên Cương. Tổ tiên hai bên đều trước sau đi theo Mạo Hiểm Vương tiến vào di tích Vương Triều Sơn Hải giới sâu trong Châu Tây Sơn rồi biến mất. Thời gian sau đó, theo sự biến mất của Mạo Hiểm Vương, hai thế lực lớn nhất Vương quốc Mạo Hiểm, nhị vệ Minh Ám bộc phát xung đột, Minh vệ thua bị ép rời khỏi điện Mạo Hiểm Vương thành Mạo Hiểm, tiến vào khu vực ổ thổ phỉ bây giờ. Sau đó dứt khoát bị dán mác thổ phỉ, cũng vì vậy mà được gọi là ổ thổ phỉ. Mà Vương Triều Mạo Hiểm cũng hoàn toàn sụp đổ. Hai mạch vốn là cùng một gốc. Bây giờ Dương Vấn Thiên nói như vậy cũng không sai. Hừ, vậy thì hãy hỏi thử Thương La Hầu truy hồn trong tay lão phu có đồng ý hay không? Minh vệ các ngươi chính là mưu phản phản nghịch, còn có gì để nói? Muốn đánh cứ đánh, đừng nói nhảm như vậy. Trong tay Viên Thiên Cương có Thương La Hầu truy hồn, lực lượng rất đủ. Dương Bách Xuyên đứng một bên có chút trợn mắt há mồm, không ngờ rằng bên vốn là thổ phỉ kỳ thật cũng là di dân của Vương quốc Mạo Hiểm, là hai phe phái lớn bất hòa mới có ổ thổ phỉ hôm nay. Nhưng nhìn từ bên cạnh, hiển nhiên là mấy người Viên Thiên Cương gọi là ám vệ mạnh hơn, nếu không thì bên phía minh vệ của Dương Vấn Thiên đã không tiến vào khu vực ổ thổ phỉ, còn bị dán mác thổ phỉ. Cẩn thận! Ngay khi trong lòng Dương Bách Xuyên đang nghĩ ngợi lung tung, giọng nói của Mạnh Trường Thanh hoảng hốt vang lên. Trong nháy mắt Dương Bách Xuyên lông tóc dựng đứng, không ngờ rằng lão già Viên Thiên Cương nhìn như đang đánh nhau với Dương Vấn Thiên chỉ chớp mắt đã đâm một thương về phía hắn. Địa ngục La Hầu, tiểu tặc chết đi cho lão phu. Trong mắt Dương Bách Xuyên, Viên Thiên Cương khuôn mặt dữ tợn, mang theo điên cuồng hét lên tung ra một thương về phía hắn. Một thương mà ra. Đất trời cũng có chút tối sầm lại, trong không khí tràn đầy tiếng quỷ khóc sói tru. Rõ ràng Viên Thiên Cương cách hắn hơn 30 thước, thế nhưng Dương Bách Xuyên phát hiện sau khi lão già kia đâm ra một thương lại cho hắn cảm giác một phát này đã tới trước mặt, hơn nữa hơi thở đã tập trung vào chính mình, tránh cũng không thể tránh. Một thương của đối phương cũng là chiến kỹ. Lúc phung thương đâm ra, linh khí đất trời cường đại hình thành. Trong nháy mắt đã xuất hiện một con quái vật hình người đầu ma với khuôn mặt dữ tợn cao ba trượng như ngọn núi, gào thét xông về phía hắn, cứ như muốn xé nát hắn. Dương Bách Xuyên bừng tỉnh trong tiếng thét kinh hãi của Mạnh Trường Thanh, nếu như không tránh được thì chỉ có thể chống đỡ chính diện. Hắn có thể cảm nhận được một thương này của Viên Thiên Cương cực kỳ mạnh, không biết kiếm quyết Hắc Liên có thể ngăn cản hay không, trong lòng hắn không biết, nhưng thua người không thua trận, về mặt khí thế tuyệt đối không thể yếu. Một khi đã yếu thế trước thì chắc chắn sẽ thua. Thương La Hầu truy hồn trong tay Viên Thiên Cương ông cường đại, chẳng lẽ kiếm đồ long trong tay Dương Bách Xuyên ta lại là phàm phẩm? Dương Bách Xuyên hừ lạnh một tiếng trong vội vàng, vung kiếm đồ long trong tay. Kiếm quyết Hắc Liên, một kiếm một Hắc Liên, một hóa hai, chảm. Hai đóa kiếm khí Hắc Liên trên thân kiếm lóe lên mà thành. Trực tiếp xông tới một thương mang theo quái vật hình người của Viên Thiên Cương. Cả hai chạm vào là nổ ngay. Rầm rầm rầm, Hắc Liên nổ tung, lập tức nổ hai tay của quái vật hình người, nhưng không có gì hơn, chỉ là ngay sau đó 24 cánh hoa sen đen bắn ra, trực tiếp phát nổ trên người quái vật hình người. Trong tiếng ầm ầm vang lên liên tiếp, trên cơ thể của quái vật hình người được tạo ra từ một thương của Viên Thiên Cương đã nứt ra từng đường. Điều này khiến cho Dương Bách Xuyên mừng rỡ trong lòng. Hắn nhếch miệng cười nói, một thương của lão già chết tiệt nhà ông cũng chỉ có vậy mà thôi. Vừa dứt lời, Dương Bách Xuyên lập tức trợn mắt há mồm. Chỉ thấy quái vật hình người tạo thành từ một thương của Viên Thiên Cương không giống như thần thông bình thường, bị cánh hoa sen đen làm nổ, thoạt nhìn toàn thân đầy lỗ thủng,
nhưng lại không bị nổ tan, nhào tới trước một cái lập tức hóa thành một cây thương. Dương Bách Xuyên sợ gần chết, trong lòng chủ quan. Hắc liên của hắn có một chiêu nham hiểm là sau khi nổ tung biến thành cánh hoa, không ngờ rằng một thương của Viên Thiên Cương cũng có một kích biến thành trường thương sau khi một thương biến thành quái vật hình người. Quả nhiên không thể coi thường anh hùng thiên hạ mà. Trong lòng Dương Bách Xuyên kêu rên. Mắt thấy một thương chợt lóe đâm thẳng tới, Dương Bách Xuyên cảm giác được khí kình cường đại từ một thương của Viên Thiên Cương quét qua tới đau mặt. Ngay lúc nghìn cân treo sợi tóc, Mạnh Trường Thanh và hai vị lão gia tử ra tay. Nhốt, trong tay Dương Vấn Thiên chợt lóe lên một tấm bùa chú ngăn cản một thương của Viên Thiên Cương. Ầm. Một tiếng nổ tung đinh tai nhức óc vang lên. Nhưng thương này của Viên Thiên Cương chỉ ánh sáng ảm đạm chứ không tan biến. Ngay sau đó trong tay Mạnh Trường Thanh thúc giục một tấm bùa chú, miệng đọc ra một chữ chảm. Chảm. Ầm ầm. Bùa chú màu vàng của Mạnh Trường Thanh tỏa ra ánh sáng vàng biến thành một cây đao vàng khổng lồ, chảm lên trường thương của Viên Thiên Cương. Một tiếng nặng nề vang lên, đao vàng của Mạnh Trường Thanh và trường thương của Viên Thiên Cương đồng thời hóa thành không khí. Dương Bách Xuyên nhìn mà hít vào một hơi, hiển nhiên thương La Hầu truy hồn trong tay lão già chết tiệt Viên Thiên Cương này, cộng thêm chiến kỹ thần thông của ông ta không giống bình thường, không thể không nói kiếm kỹ hắc liên của mình cũng không bằng. Đương nhiên điều này là bởi vì hắn chưa tu luyện kiếm kỹ hắc liên thêm một cấp bậc nữa, nếu không tất nhiên không sợ một thương này của Viên Thiên Cương. Lúc này Dương Vấn Thiên và Mạnh Trường Thanh đã một trái một phải tấn công Viên Thiên Cương. Rầm rầm rầm. Hai vị lão gia tử am hiểu trận pháp chi đạo, thật sự không phải công kích cường đại, bùa chú trong tay bọn họ đủ loại kiểu dáng chính là chiến kỹ thần thông của bọn họ. Trong nháy mắt, ba người tới lui lui đối chiến hơn 10 chiêu. Trong mắt Dương Bách Xuyên, bùa chú trong tay Mạnh Trường Thanh và Dương Vấn Thiên tấn công về phía Viên Thiên Cương vậy mà lại bị Viên Thiên Cương trực tiếp dùng thương La Hầu truy hồn trong tay cưỡng ép hóa giải. Dưới tình huống hai chọi một, Viên Thiên Cương vậy mà lại có thể ngang sức ngang tài với hai người. Điều này khiến cho trong lòng Dương Bách Xuyên có chút lo lắng, giơ kiếm đổ long trong tay lên gia nhập chiến đấu lần nữa. Lúc này hiển nhiên Viên Thiên Cương là kẻ địch mạnh, tạm thời không vội tới chỗ thần điện, dù sao bản thể của Trịnh Diêm Vương ở bên đó, có thể ngăn cản Túc Lão thứ 9 Tiền Bất Nhẫn một khoảng thời gian. Không bắt được lão già đáng chết Viên Thiên Cương này thì cuối cùng ông ta vẫn là một tai họa ngầm. Dương Bách Xuyên tìm khe hở lại tung một chiêu kiếm kỹ hắc liên về phía Viên Thiên Cương. Giờ phút này Viên Thiên Cương cầm thương La Hầu truy hồn trong tay giống như ma thần hắc ám, bách chiến bách thắng. Cho dù là bùa chú khốn trận của Dương Vấn Thiên hay bùa chú sát trận của Mạnh Trường Thanh, ông ta cũng dựa vào thương La Hầu truy hồn trong tay một thương phá tan, phát huy dùng lực phá vạn pháp vô cùng nhuần nhuyễn. Viên Thiên Cương rất có cảnh giác với kiếm khí hắc liên của Dương Bách Xuyên. Thấy Dương Bách Xuyên rút một kiếm chém ra, Viên Thiên Cương nhướng mày lại là một thương mang theo năng lượng cường đại đáp lại. Ầm. Một thương thô bạo hóa giải kiếm khí hắc liên của Dương Bách Xuyên, có điều cuối cùng bị Mạnh Trường Thanh và Dương Vấn Thiên nắm được sơ hở đả thương một kích thật nặng. Phụt. Một tấm bùa khốn trận của Dương Vấn Thiên, một tấm bùa công kích của Mạnh Trường Thanh, dưới sự phối hợp của hai người, Viên Thiên Cương trúng chiêu ngã văng ra ngoài hơn 30 thước. Phun ra một ngụm máu. Sau đó ông ta mặt mày bình tĩnh nhìn về phía ba người, u ám nói, được, ỷ đông hiếp yếu đúng không? Cũng tốt, để lão phu cho các ngươi mở mang kiến thức uy lực của La Hầu thật sự. Nói xong Viên Thiên Cương phun một ngụm tinh huyết lên thương La Hầu. Thương La Hầu truy hồn lập tức tỏa ra ánh sáng màu máu, Viên Thiên Cương ở giữa làm ra tư thế giơ thương kỳ lạ, chỉ lên trời đâm một cái. Đột ngột gào lên một tiếng, La Hầu truy hồn, giết. Ba người Dương Bách Xuyên thay đổi sắc mặt. Bọn họ đều cảm thấy uy lực một thương này của Viên Thiên Cương không giống bình thường. Mạnh Trường Thanh hét lớn một tiếng nói, Vấn Thiên lão đầu, ra tuyệt chiêu đi. Môn chủ mau lùi về sau. Dương Vấn Thiên gật đầu kêu Dương Bách Xuyên lùi về sau, sắc mặt trở nên nghiêm túc. Hiển nhiên lão ta và Mạnh Trường Thanh cảm nhận được uy lực một thương này của Viên Thiên Cương hơn Dương Bách Xuyên. Hai người cũng phải liều mạng. Dương Bách Xuyên không dám khinh thường, sau khi lùi về sau hơn 10 thước, ánh mắt nhìn chằm chằm vào trong, chuẩn bị giúp đỡ bất kỳ lúc nào. Chấm,
chỉ thấy đầu ngón tay của Mạnh Trường Thanh và Dương Vấn Thiên đều xuất hiện tinh huyết, vẽ vời nhanh như chớp với không khí trước mặt. Chẳng mấy chốc không khí trước mặt mỗi người đã xuất hiện một phù văn cổ xưa từ tinh huyết hóa thành. Phù văn huyền ảo tỏa ra ánh sáng vàng vạn trượng, chói mắt như mặt trời. Dương Bách Xuyên biết hai vị lão gia tử đang sử dụng con bài bí mật. Dưới sự chiếu rọi của ánh sáng vàng, chỉ nghe thấy mỗi người lẩm bẩm trong miệng, trong tay đánh ra từng thủ quyết với phù văn ma huyễn. Ngay sau đó chỉ nghe thấy Mạnh Trường Thanh đột ngột hét lên một tiếng, thiên địa hữu trận đạo, chu ma chu tiên. Lập tức, trong tầm mắt của Dương Bách Xuyên, trong vạn tia sáng vàng trước người Mạnh Trường Thanh xuất hiện một đao một kiếm, đao kiếm dài chừng 9 trượng, lơ lửng trên không, đột nhiên chém xuống. Mà Dương Vấn Thiên cũng trầm giọng, lấy ta làm trận, thân ta là trận, khốn thiên khốn địa. Sau khi dứt lời, ánh sáng vàng trước người Dương Vấn Thiên hội tụ thành một tấm lưới trăm trượng, từ từ thu chặt lại rơi xuống. Bất kể là Mạnh Trường Thanh hay Dương Vấn Thiên đều sắc mặt trắng bệch vô cùng, thi triển thủ đoạn bị cất giấu của mình. Đủ để chứng minh một thương lần này của Viên Thiên Cương trong mắt bọn họ là không tầm thường. Dương Bách Xuyên nhìn không chớp mắt, chỉ thất Viên Thiên Cương kêu một tiếng la hầu truy hồn, ánh sáng màu máu của trường thương trong tay ông ta cũng chói mặt. Tạo thành tương phản rõ ràng với ánh sáng vàng của Mạnh Trường Thanh và Dương Vấn Thiên. Nhưng đáng sợ là trong ánh sáng màu máu xuất hiện một quái vật hình người màu máu đội trời đạp đất cao 30 trượng, giống với quái vật hình người mà Viên Thiên Cương tạo ra lúc trước. Chỗ khác biệt chính là con này huyết khí ngút trời, cao chừng 30 trượng, hơn nữa trong tay cầm trường thương, người mặc chiến giáp. Hắn biết đây là do thần thông biến thành, nhưng lại vô cùng chân thật, chiến kỹ thần thông thay đổi thất thường. Càng chân thật thì uy lực càng vô song. Con quái này của Viên Thiên Cương hiển nhiên là la hầu tới từ địa ngục. Mang theo uy áp đất trời cường đại, hơi thở phát ra khiến Dương Bách Xuyên cảm thấy có thể làm tan vàng nát đá. Rất tà ác. Lưới dệt khổng lồ của Dương Vấn Thiên lập tức bao trùm trên người la hầu, bắt đầu siết chặt. Một đao một kiếm của Mạnh Trường Thanh chém tới con la hầu màu máu này. Mà la hầu thì giơ thương đâm một cái. Ầm ầm, tiếng nổ rung trời vang lên. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Hết tập 76.